Làm mới tí nữa đi em. Cái óc chị, cái đầu chị đau quá. Chị là lau hết cả đầu. Hôm nay bố cục gì đằng sau nó lôm nhôm lên nhiều quần áo ấy. Em có làm nhiều áo hay bỏ mấy áo giữ nhiệt ra đi, cứ bán không. Cái ok xì là ra ta nhỉ, sao tôi không thấy một cái chi hết trơn nữa. Áo áo quần quần quần. Còn cái này thế em treo cho nó vui thôi. Cái đấy có không, còn hàng không? Còn mỗi bao nhiêu? 7, 8. Một bao nhiêu đem ở đây? Ôi cái đầu chị đau quá. Hôm nay đi xe mà mãi đâu không, cái xe nó chưa đến nơi nhá. Con đi xa từ Cầu Giấy sang đây tôi còn đi xa 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 ơi là xa, phải 2 tiếng. Ngủ xong một giấc còn chưa thấy nó về đến nhà. Trời ơi mọi người. Hello các chị. Hôm nay mọi người có vui không? Em đang đau hết cả chốc đây. Quần bò giấy không nhé, đâu có quần bò giấy đâu. Máy đỏ đằng sau em có lên quần bò đâu. Hôm nay thiên hạ quần bò, hôm nay về 500 quần bò. Chị em mình đủ tối nay quẩy không? Em 11 em còn nha. Nha, em 11 còn. Mày đem đi, mày vứt ra đây. Không. Em nhận được bộ rồi, ưng lắm chị. Em có mới chị Lê Huyền, hello mọi người. Định hôm nay là không like nhưng mà thôi cứ dốn nhá chị ạ. Tại vì tuần sau lạnh rồi, tuần sau có mười mấy độ thôi đấy. Qua chị đặt sáng gọi em chốt nhưng ba cuộc không có người nghe máy. Em inbox lại dồn dùm đơn giúp em. Ok chị gái. Dạ kẻ nâu chưa, người đẹp ơi. Hết hết cái màu đấy rồi. Không còn màu nâu nữa đâu, hết màu nâu rồi. Hello mọi người. Còn bảo em mặc có bán nhá. Áo nít á, áo nít là gì còn không, áo nít. Hôm nào tặng nốt đi. Em nhận được áo len mặc đẹp ạ. Ôi em cảm ơn chị Ngọc Anh nhá. Có dấu quần không? Có. Ok chị Nga Hiệp. Quần hôm qua em mặc đầu lai ý. Hôm qua mặc đầu lai là quần gì? Q60 rồi, còn cho cái quần Q60 đây. Không chị ơi, hôm nay em đi học nên không đi chợ đấy. Nên là đâm ra là không lấy được chân váy đâu. Bộ đồ đẹp lắm chị ơi, em cảm ơn chị Ngọc nhá. Nhìn quần lại đang mặc tí, chưa cho nhìn, tí nữa. Đang giấu, tí nữa. Bà luôn đi còn chị cho đi ngủ lâu quá. Không. Ok mọi người, từ từ. Mọi người vào đi đã. Cho em xin một nút chia sẻ đi đã, rồi xong rồi mới lên. Mới có 9 giờ thôi à. Đôi của chị sáng nay gọi đi là đi rồi đấy chị ơi. Bộ đồ chất đẹp, em vào với chị Đồng Ngọc nha. Ok. Lấy chị size bé chưa? Đây, size M đây. Rồi ok các chị yêu, hello mọi người. Các chị vào cho em xin một nút chia sẻ live stream nhá. Áo ra. Lần ơi chị nghĩ rồi, cái chỗ áo da nhung hôm trước ấy, đem vào đây tặng nốt cho các chị đi. Ở hôm trước có nhớ mấy cái mã được lâu không? Còn mỗi màu vàng đấy, đem vào đây tặng nốt cho chị. Chị mặc áo hôm qua em xem với, áo hôm qua là áo nào? Nay chị nhận được áo phao rồi, ưng quá đẹp dã man. Em cảm ơn chị Quỳnh Ốc nhá. Áo H57 hôm qua em còn. Chia lắm quá. Là gì đấy, chia lắm quá cái gì đây? Chia lắm rồi đi, 400 người rồi. Không phải quan trọng là 400 hay bao nhiêu ấy chị ơi. Vào cho em chưa kịp thở hơi nhá. Em mới về em chưa kịp thở hơi. Mới ăn được tí cơm còn chưa cả nút xuống bụng mê. Đó chị à, xem áo đồng mặc đằng sau ok. Váy đỏ em có lên đấy. Đổi hàng chưa, bên em gọi điện chốt đơn là đi hàng rồi chị ạ. Mua hàng bên lại không phải là chuyển khoản trước 50.000. Mà có nghĩa là các chị mua hóa đơn trên 500 là mình phải chuyển khoản cọc giúp em là 50 hoặc 100. Chứ không phải là mua hàng bên em là phải chuyển khoản trước nha mọi người. Nghe kỹ giúp em nha. Có thể là mình sẽ chuyển, ví dụ như hóa đơn trên 500, chị nào mình sẽ chuyển khoản cọc cho em là 50 và 50 đến 100. Và cái số tiền đấy bên em sẽ trừ vào đơn hàng đó mọi người mà. Hôm nay có 500 quần, được chưa ạ? Hôm nay chị nhận được bộ rồi, đẹp quá em ơi. Em cảm ơn chị Vin đá nhỏ nhá. Bán đi em còn cho con ngủ. Ok chị Mai Ngọc Lan. Cứ từ từ các chị. Áo đằng sau em có lên đấy còn ít. Áo dạ không, em đổi sang 2XL chứ XL không vừa. Áo dạ nào mà 2XL nhỉ? Nay có áo da nhé. Lần đầu mua hàng thì em rất là ưng. Em cảm ơn chị Oanh nhá. Áo M1 á, M1 nhà mình còn không em nhỉ? Xem mấy cái mẫu 3K đấy còn không? Tại vì sang tuần là lạnh lắm đấy. Sang tuần là chỉ có mười mấy độ thôi. Dã man ban ngày mười mấy độ chứ ban đêm là bao nhiêu độ á chị nhỉ? Ok. Không phải mua hàng bên em là chuyển khoản trước 50, mà có nghĩa là hóa đơn trên 500 là chuyển khoản cho em 50.000. Đó. Chị mua L13 L89 mà không thấy bên em gọi điện chốt đơn buồn thế. Chị ơi inbox và tin nhắn cho em, cho em xin số nhá. Quần bò em mà không có 60 cân đâu. 60 cân thì ít mã lắm. Ôi dồi ôi, tự nhiên có cái mã Mochino. Nó dở hơi tầm tơi. Là hôm nay em lại thấy cái mã Mochino về cho các chị. Trời ơi. Cái mã mốt
cappuccino lại về này. Em ơi, nhưng mà cái này hình như là ở đâu ấy chứ? Làm gì hai cái quần có 250.000 mà bắt cọc hạn 50k, làm gì có chị. Chị Trúc Rằng ơi, cho em xin số điện thoại của mình đi. Bán đi cho chị cái, mua cái không hết được. Rồi ok, áo da 2XL, ok chị inbox cho em nhá. Mua đồ nhà uy tín, em cảm ơn chị kéo đắng đây này. Tự nhiên có mốt chị nối lại về đây. Phao siêu cấp em không đấy. Phao siêu cấp em có từng đấy màu là còn từng đấy màu là hết thôi, không có về thêm đâu. Được ạ. Mọi người cho em xin một nút chia sẻ nào. Đây, có mốt chị nối lại về. Chắc là về chứ. Nhưng mà nó có 10 cái. Có mốt chị nối này có 10 cái, thế nên em tặng nốt nhá. Hai chị nhận được áo bát ca rồi, ưng quá. Thank you các chị yêu. Rồi em bắt đầu lên luôn nha. Lên áo da cho em đi cho máu đi nhở. Nhở. Cho chị một bộ size L thế à. Chị nếu mà không mà vừa rồi là em đổi mình nhá. Quần em mặc từ từ, chưa bán. Chưa bán. Áo phao em có. Phao B35 nhà mình còn không? Còn. Rồi cho chị màu nào còn vào đây nhá. Tuần sau lạnh đấy mọi người. Ok em lên luôn. Từ đã. Từ bình tĩnh này. Em set up lại chỗ đây nha mọi người. Cứ từ từ. Đây áo da nhung. Áo da nhung còn từng nấy thôi hả Lân? Không, còn màu vàng XL. Hả? Nhiều á, còn màu vàng size XL. Màu vàng à? Màu vàng size XL còn nhiều. Thế rồi màu vàng, đây. Áo da hôm nay em bán tặng mọi người đi nhở. Đó dạ, em bán tặng mọi người đi. À, cái Facebook của cá nhân của em, hôm nay là em đi học, em không có đụng vào Facebook hết trơn. Không đụng vào cái gì luôn. Nên là em cũng không biết tình hình là như thế nào. Áo em tay dài nó lại không có vải này. Em đặt đối với mọi người nhưng mà nó bảo là không có cái vải lông này. Mà cái vải này có nhưng mà nó lại không có màu đen. Đó. Thế mới là dở hơi. Cái chất len này nè. Cái chất len lông này thì nó lại không có màu đen mọi người ạ. Nó lại không có màu đen. Đó. Nên là đâm ra hôm trước lấy là chưa có cả lên. Đấy ok mọi người. Mỗi chị đi qua cho em xin một nút chia sẻ nha. Hôm nay like nhanh. Hôm nay like nhanh mọi người. Mã này hôm trước mình lên luôn cho em là tặng D51 đi. Tặng D51 cho em và nghe giá giúp em. Được chưa ạ? Áo này hôm trước bán bao nhiêu tiền thì nói chung là không biết. Hôm nay vừa bán vừa tặng mọi người luôn. Nhưng mà màu vàng em còn mỗi size XL. Hôm nay em xả đầu like nhá. Chị nào mà săn được thì mình sướng nhá. Hôm nay chị nhận áo rồi, đẹp quá. Không nghĩ là đẹp như thế. Rồi em cảm ơn chị Huynh rất là nhiều. Mã này mình sẽ lên cho em là tặng D51 và kèm số cho em. Ok cho mọi người. Áo da này em xả nốt cho mọi người này. Chị nào mua được thì mình sẽ sướng, được chưa? Con này có mỗi size XL, chị nào ưng XL thì mình sẽ chốt cho em, được chưa? Áo da nhung, cái này là em xả nữa là hết, là không còn hàng. Em xả nốt cho mọi người, nghe giá giúp em 100. Còn được bao nhiêu cái em? 100. Cho chị nghe giá cho em 129.000. Áp dụng tài khoản chia sẻ livestream, được chưa? Chị nào không chia sẻ livestream thì không có đơn. 129.000 một cái áo da như thế này. Ở dạ, nhận được váy đổi cho em nhá. Nếu mà rộng bên em hỗ trợ đổi trả cho mình. Đổi cho các chị ơi. T11 là cái gì Lân nhỉ? T11 những cái mã tất à? Có màu nâu, màu vàng và màu đen. Nhưng mà màu vàng nhiều hơn. Chị nào thích màu vàng mình chốt cho em. Cái này là mã này em bán tri ân đầu la cho mọi người 129.000. Lên đúng mã cho em là tặng D1 và à quên tặng D51 và kèm số điện thoại cho em. Cái này dưới 5556 cân các chị chốt đơn cho em nhé. Ở đoạn dưới 5556 cân mình chốt đơn cho em, đẹp cực kỳ. Dưới 5556 cân mình chốt đơn cho em. Được ạ, 129.000 con áo da. Tuần sau là lạnh rồi đấy các chị ơi nha. Tuần sau là lạnh rồi đấy, không tranh thủ mua là hết. 55 cân đổ xuống cho em là mặc ô tờ kê luôn mã này cho em, được ạ. Có đen thì ít, có nâu thì lắc đắc được mấy cái. Chủ yếu là còn màu vàng. Đó, chủ yếu là còn màu vàng thôi. Chị nào ưng thì mình chốt cho em 129.000. 129.000 áp dụng chị nào chia sẻ livestream. Lưu ý giúp em nhá, là phải có cái chữ chia sẻ livestream. Bình thường các chị mua cái này là mình mua với giá cho em là 249 đúng không? Bây giờ mình chia sẻ livestream cho một phát, mình được mua giá có 130. Đó, tự nhiên rẻ không? Tự nhiên rẻ được đúng không? Nên là mỗi chị đi qua cho em xin một nút chia sẻ livestream. Ok cho mọi người, rất là đơn giản. Chỉ cần một nút chia sẻ livestream, tự nhiên mình tiết kiệm được mấy tiền ta? 120.000. Đó, tự nhiên mình tiết kiệm một buổi sale livestream, vừa giải trí, vừa xem hàng. Đã tiết kiệm 120.000, đúng không các chị? Tặng D51 và kèm số điện thoại cho em. Ok chưa các chị ơi? Con này em có ít, chị nào chia sẻ em mới chốt đơn nhá. Còn không chia sẻ em không có đơn mã này đâu. 129.000 tặng D51 cho em này. Rất là đẹp và rất là xinh. Con áo Mochino lần đưa cho chị bác. Con áo Mochino em lên luôn nhá. Áo Mochino này còn ít. Làm được các chị mức giá yêu đi. Em nghĩ là không phải cái màu này nó về đâu. Con VIP mấy nhỉ?
Ở VIP 1 cho em các chị ơi, còn mỗi màu kem, mã VIP 1 cho em nhá. Ờ thế con này VIP 5 à. VIP 5 em bán tặng các chị cho máu này, còn dư mấy con? 199.000 đi, mã VIP 5. Chị nào lấy VIP 5 mình chốt là VIP 5 cho em nhá, 199.000. 199.000 mã VIP 5. Từ 40 cân đến 65 cân các chị cho đơn cho em có mốt chị nào này, quá đẹp, lần nữa chị cái cọc mốt chị nào lên đây hẳn mất. VIP 5 cho em nhá, 149.000, à cân 199.000. Nhưng mà có ít. Con này có ít thôi, chị nào mà nhanh tay thì mình chốt được cho em con này, không về thêm đâu. Còn mốt chị nào là đưa em đến các chị đó. Có nghĩa là đưa cái, vì cái con này là cầu nối giữa em và các chị luôn, có nghĩa là nhiều chị đến với em là khi nhận được con VIP 5 này. Em không nghĩ là nó về. Hôm trước còn mơ là nó về 500 cái màu kem. Ngủ nằm mơ ấy, các chị chốt nhiều quá là hôm đấy ngủ nằm mơ còn mơ là về 500 cái màu kem để chốt đơn cho mọi người. Ok chưa các chị? Con này là mình dưới 65 cân cho em nhá. Dưới 65 cân cho em là ok. Mã số cho em là VIP 599.000 cho em. Đấy đã, có mốt chino này. Kiểu như là ngỡ như là mơ mọi người. Đầm nhung đấy là 195.000 cho em, size S, size M. Mình lên đúng mã cho em là VIP 5 nhá. Em có 10 cái em không gặp tên. Em 51 cân, 1m57. Đấy đã, các chị muốn lên quần em mặc luôn chưa? Hay là mình muốn lên cái gì nữa? Muốn lên cái gì trước? Muốn lên quần em mặc chưa mọi người? Quần em mặc sẽ có hai màu, màu đậm và màu nhạt cho em. Màu nào tây, màu nào đẹp, đúng chưa? Quần bò em mặc lên luôn nhá, cho chị một cái di quần vào đây. Có cả màu này, có hai màu đấy, màu đậm và màu nhạt đấy. Chị đang mặc là màu đậm này. Có cả cái này tông màu nhạt nữa, nhưng mà màu nhạt ít hơn. Rất là đẹp. Ừ, mã này này. Cái mã của nó là 1120. Mã này đẹp quá các chị ơi. Áo trong em mặc có bán luôn. Ở đó, hồng lại đâu rồi? Bảo hồng lấy cho chị cái áo này đủ màu đi. Áo treo sau tí nữa em bán tặng mỗi chị mỗi cái và ít thôi, rẻ lắm. Tí nữa em bán tặng mỗi màu còn 7-8 cái thì để em xả nốt. Ở chạy, rồi bây giờ lên quần em mặc luôn. Được chưa các chị ơi, quần bò thật sự là không thể thiếu. Tự nhiên hôm nay em nghĩ ra nhá. Được chạy, ví dụ như tự nhiên bây giờ chị em mình béo chẳng hạn giống như em này. Đó, béo như em, ví dụ như bây giờ đi ngoài đường lạnh đúng không? Tự nhiên mình mặc kết hợp với, ví dụ mình lấy một cái đồ, ví dụ như một cái quần legging mình mặc. Nhiều khi mình không mặc được áo nỉ, áo len, nhìn nó, chị nào mà thon thon thì mặc được. Còn những chị nào mà hông to, ví dụ như là mông lép giống như chị em mình hay là giống như em đi. Thế bây giờ chỉ có mặc quần bò là đẹp nhất, đúng không? Các chị công nhận đúng không? Chỉ có mặc quần bò đẹp nhất. Nhưng mà quần em còn ít. Ở dạng, quần bò này vẫn bán cho các chị giá yêu thương. Màu đậm và màu nhạt em ơi. Màu nhạt có mấy gì à? Không có gì toàn màu đậm mà. Ờ, cho chị xin mã của cái này đi. Mất. Q1 cho em 149.000, size S, size M, size L. Em đang mặc là size S nha. Size S là các chị dưới 51 cân cho em. Size M mình dưới 53, size L mình dưới 55. Cùng lắm thì tầm 56 cân nếu mà chị nào cao. Chị nào mà cao tầm 56 cân đổ với cho em, được chưa? Quần này có 28G nhân 3, tức là chỉ có 50 mấy quần thôi. Ờ đấy, tầm dưới khoảng độ cho em là 28G à? 28G là 61 quần các chị nhỉ? À đâu, 71 quần. Đấy, chỉ có 71 quần chia đều các size cho em, tức là mỗi size chỉ có 28 cái. Nên là chị nào lên mã trước em sẽ chốt trước nha. 149.000 cho em mã quần này. Ở chung là tí nữa em kết hợp với cái gì cũng đẹp nha. Các chị cứ xem với quần này, em sẽ mặc áo len cũng đẹp, áo nỉ cũng đẹp. Áo này mặc cho em rất là xinh luôn. Được chưa? 149.000 mã Q1 cho em. Hàng này best nhất, các chị ra ngoài mua phải 180-200. Vì sao mà khách hàng cứ đợi quần nhà em về để mua. Mấy hôm nay là không có quần mới, hôm nay về thêm cái gọi là cái lô này cho các chị ngon lành cành đào luôn. Ok, chị Hương ra một quần Q1 cho em size M này. SML cho em 149.000 các chị ơi. Nhìn cái dáng quần cho em theo logo này, đẹp chưa? Cái này các chị mặc bất kỳ cái gì cho em đối với áo đều đẹp luôn cho em nhá. Giá 149.000. Chỉ cần lên đúng mã cho em là Q1 và kèm số cho em là ok nhá mọi người ơi. Được chưa? Q1 và kèm số điện thoại cho em. Đây các chị nhìn cho em này. Nếu mà các chị mặc rộng như nào, inbox và tin nhắn bên em đổi trả cho mình nhá. Nhìn cái quần của em với size S khách hàng dưới 51 cân, size M các chị dưới 53 và size L mình dưới 55. Chị nào mà cao ấy 56 cân mình chốt đơn cho em, chắc là đẹp. 149.000 cho em một quần. Thực ra cái quần này nó rất là thông dụng. Ví dụ như thời tiết này á, buổi sáng hôm nay em đi thì lạnh đúng không, buổi tối đi về cũng rất là lạnh. Thế bây giờ các chị chỉ mặc quần bò thôi, kết hợp với áo gì cũng đẹp nha. Nỉ cũng đẹp, len cũng đẹp, khoác cũng đẹp, nói chung là kết hợp với cái gì cũng đẹp luôn, được chưa? Giá của nó siêu rẻ luôn cho em, 149.000 một quần. 149.000 mã Q1. Lên đúng mã cho em là Q1 và kèm size. Quần này em có ít nha, các chị nhìn cái họa tít cho em nè.
Quần này mặc với cái gì cũng xinh, và mặc với bất kỳ cái áo gì đều đẹp, không thể thiếu nhá mọi người ơi. Cái này không thể thiếu, lưu ý cho em được chưa? Không có em bán mẫu nào, là nó chỉ có mẫu em mặc như thế thôi. Chị nào ưng thì mình chốt, không có rách không có cảm được chưa? Dáng này là dáng đơn giản dễ mặc cho em, chất của nó thì siêu đẹp. Trời ơi, các chị nhận cái chất này chẳng khác gì cái quần mình 180-200. Chị nhắn Q27 rồi, đẹp quá, em cảm ơn chị yêu. Quần này mình sẽ chốt cho em là Q1, được chưa các chị ơi? Dáng này đâu phải là dáng không ôm. Các chị nhìn em mặc xem, màu nó rất là tây và rất là sang, nói chung là đẹp. Cái này các chị nên mua, nên mua nhá mọi người nhá. Tại vì cái này không có nhiều, chị nào lên mã trước em sẽ chốt trước 149.000. Mấy hôm nữa lạnh là em ơi lên quần bò đi. Em ơi quần bò đi là chết nha. Được chưa? Ok, chị Dương Trinh có luôn, chị Dương Liễu, chị Hoàng Hoàng có. Nãy giờ các chị đang lên đơn con này quá nhiều. 149.000 cho em nhá. Ok, chị Thi Lê có Q1 luôn cho em này. Nhìn cái quần của em với các chị, nhìn cái ống quần cho em này. Quá đẹp quần này, 40 cân vẫn mặc ok. Ở chung người dưới 56 cân mình chốt đơn. Ống suông thì em không có, nhìn kỹ cho em quần này. Mê ly đưa các chị ơi. Các chị nhìn cái màu quần cho em, tí nữa em mặc bất kỳ áo len nào đều đẹp, đúng không? Lên đúng mã cho em là Q1 cho em nhá. 149.000. Không đấy là hết đấy, ngày mai đừng hỏi em ơi là còn cái mẫu này hay không nhá. Nhìn cái chất hộ em với, 149.000 em qua mẫu nha. Quần này có ít thôi, chị nào mà lên mã nhanh thì có trước. Còn chậm tay là hết đấy. Váy đỏ cho em là 195.000. Mã số cho em là V mấy nhá, V28 đúng không? Rồi bây giờ lên áo em mặc luôn nha các chị. Áo em mặc có ít thôi, không biết con này có về thêm được cho chị xin mã luôn. Từ 40 cân đến 60-65 cân các chị chốt đơn cho em nhá. Áo em mình lên đúng mã cho em là gì? Áo em mặc giá rất là đẹp, T25, 85.000. 85.000 con áo này cho em mã T25. Từ 40 cân đến 60 cân mình chốt đơn cho em. Cái dạng này là gì ạ? Áo này là áo len lông. Len lông nhưng mà nó là dạng ép, được chưa? Chị nào lấy T25 mình lên đúng mã cho em nhá. 85.000 một áo, chất rất rất là đẹp luôn cho em, được chưa? Chị nào lấy áo thì mình cứ comment là T25. T25 và kèm màu cho em. T25 và kèm màu kèm số cho em ạ. Được chưa? Có trắng này, có đen này, có kem này và có màu nâu. Chị nào lấy T25 màu nào mình lên đúng mã cho em. Được chưa? Chị Thi Lê mình inbox xong bếp giúp em với. Thực ra là các chị đặt ở Facebook là nhiều khi nó không lên được ấy mọi người, thề với các chị luôn. Nhiều khi lọc ở Facebook em toàn bị mất mấy cái cái Facebook nó cứ bị banh màu ấy để lọc comment của mọi người. Quần em mặc là co giãn như thế này. Được chưa? Co giãn như thế này cho em, 149.000 quần này. Đây chị nhận áo lông cừu rồi, ưng lắm. Quần Q100 em còn nhá. Bây giờ em lên luôn. Áo em mặc sẽ là T25. Chị nào lấy T25 mình lên đúng mã và kèm số điện thoại cho em. Các chị ơi, 85.000 đồng. Q6 em làm gì? Q6 là mã gì? Q6 em làm gì còn đâu? B6 mình nhận được rồi, mặc vừa. Ok, quần em mặc sẽ là Q1 các chị nhá. Quần em mặc sẽ là Q1. Áo các chị sẽ lên cho em là T25. T25 và kèm số điện thoại cho em. Chị nào lấy màu nào mình chốt cho em màu đấy nhá. 85.000 các chị nhìn cái chất cho em này. Con áo này mà không hề biết lỗi mốt là gì các chị ơi, xinh vô cùng xinh luôn. Giá có 85.000 đồng các chị nhá. Được chưa? Nhận được cái áo da 10k bên này rồi, hơi bị hời nha. Từ Bắc Ninh vào Bình Định có 2 ngày nhận được, quá hời ấy. Quá hời ấy mọi người, hơi hời gì mà nó quá hời. Ai bán con áo da này đó mọi người, có bao nhiêu? 10.000 nữa em bán tri ân thôi. Thế là quá hời luôn nha, không phải là hời nữa, được chưa? Chị nào lấy T25 mình lên đúng mã hộ em phát. Quần em mặc chỉ dưới 5-6 cân mình chốt đơn. Áo em mặc các chị dưới 60 cân thì ok, nhưng mà quần thì 5-6 cân thôi. Trắng, đen, kem và nâu. Em ơi màu nào cũng đẹp các chị ơi. Cái len này mình sờ vào là mình nghiện cho em như con TT ấy. Các chị cứ mua cái quần này đấy các chị ơi, kết hợp cho em cả cây này. Em ơi rồi khoác một con áo bỏ ngoài anh đẹp. Mà các chị mặc kiểu cách gì tí nữa, cái này mặc một cái áo len nào cũng đẹp cho em, được chưa? Q1 cho em là quần em đang mặc, được chưa? Chị nào lấy con này mình chốt là T25. Bây giờ em qua áo phao luôn. Nghe nói là miền Bắc sắp lạnh to nha mọi người. Ok, được chưa? Cái này mẫu nào còn nhiều em? Mà còn nhiều à? Mày lắp đủ lông nha. 48 cân mặc size S cho em, đẹp nhất luôn. Không cần phải chọn size gì, mặc size S cho em. Được chưa các chị ơi? P35, phao này em còn ít nha. P35 và kém số cho em các chị ơi, nghe giúp em cái giá phao cho em này. Bây giờ lướt Facebook người, ai cũng có phao, ai cũng phó phao mà giá thì rất, nói chung giá thì nhiều giá, nhiều kiểu giá đúng không? Nhưng mà chị nào nhìn được con P35 này nha em rồi. Các chị ơi, lên đúng mã cho em nhá. P35 và kèm màu kèm số cho em, giá rất rất là rẻ, 138.000. Các chị ơi, 138.000 cho em. À nay chị nhận được cái bộ em 100 nữa rồi. Nặng tay quá lại ơi, 89.000 không ai tin. Rồi ok các chị gái, P100 cho em, nghe giá giúp em này. P35 à, P35 à. Này,
Hồng chuẩn bị cho chị cái bộ E100 đi, cái bộ phụ kiện cho chị đủ màu đi. Quần là Q1, cái này nữa chị lên cho là P35, 138.000 con phao này. Con này còn mỗi màu 10 hay sao á? Không đến nhở? Con màu này màu đỏ, màu ruốc cho em. Màu hồng đó chị này. Màu hồng, màu xanh. Đó. Các chị ơi, 138.000 cho em con phao này. Mã số cho em là P35. Nhận được cái quần Q60 nhà em rồi đúng không? Phao này dưới 55 cân thôi. Quần màu 149.000 cho em. Chưa hình dung là cái khoác lông thỏ là khoác nào cơ. P35 cho em, 138.000 cho em. Một chiếc áo phao nhá. Siêu ấm, siêu bền, móc ra móc em. Siêu ấm, siêu bền, mê ly cuộc đời đấy chị ơi. Có vàng, có xanh ngọc này. Có màu này mình chốt cho em là màu hồng này. Màu này mình chốt cho em là màu ruốc này. Đó, màu này mình chốt cho em là màu đỏ đô. À không phải là đỏ đô, ở cái màu đỏ như thế này đi. 138.000 cho em một con áo phao đẹp như thế này. P35 cho em nhá. Mùa đông không thể thiếu mọi người ạ. Mềm mê ly cuộc đời mà nó ấm mà nó theo logo cho em. Giá không ngờ chị ơi, 138.000 hết màu đen chị ạ. Con này em hết sạch màu đen rồi. Đấy, chị nào lên P35 mình lên đúng mã cho em nhá. P35 cho em chị ơi, P35. Trong chữ phao ấy. Ở trong áo da nhung em hết rồi. Đó, chị nào thích màu nào mình lên đúng mã cho em là có đơn 138.000 thôi. Mê ly cuộc đời. P35 nhá. P ạ, à, trong chữ áo phao mọi người ơi, nói chung nó trần đẹp lắm. Chẳng ai bán cho các chị 140 áo phao này, em đúng mà thật sự luôn, màu đỏ cho em này. Cái màu này em còn ít nha, chị nào lên mã chưa em có đơn, được chưa ạ? Chị nào mà lên mã sau này em không có đơn. Đợi em một tí tí, phải từ từ nha. Mà có 9 rưỡi các chị từ từ, chăn ấm để em cứ phải từ từ nha. P35 cho em vào kèm màu. Màu đỏ cho em này, chắc rất là đẹp. 50 cân mà size M cho em. Size M và size L cho em nhá, lên đúng mã cho là P35 là ok, đúng không các chị? Quá xinh. Quá xinh quá đẹp luôn cho em như thế này. Chất đẹp lắm đó chị ơi. Nhìn cho em thêu này, dã man. 138.000 bao giá cho các chị luôn. Được chưa? Mũ lông tháo rời, áo lông tháo rời luôn cho em. Mà bán cho các chị 138.000 em bao giá cho mọi người. Tép bô mình đi tham khảo, tép mình ra shop ấy. Quan trọng là các chị ra shop sờ tận tay, chứng kiến tận mắt là mình xem đúng con phao này người ta bán 190-200 không. Em bán cho mọi người 138.000 P35 cho em, được chưa ạ? Kèm màu kèm số cho em là có đơn nhá. Quá rẻ các chị ơi. Đấy chứ, siêu rẻ, không phải là quá rẻ. Siêu siêu rẻ luôn. Đấy chứ, em mặc em dơ lại các màu để em có mẫu nha mọi người. Mẫu nào cũng xinh. Chết dở là mẫu nào cũng đẹp các chị ơi. Áo len thì em không có size đâu. Rộng hay không thì mình tùy chỉnh giúp em được không? Bây giờ áo len không có size mọi người nhá. Áo nào mà cái hàng nào mà nhà em có size, nhà em gửi size thì các chị mới gửi lại. Chứ còn áo len em bảo trên like là chỉ có một size. Ví dụ như mình 40 cân. Mình 40 cân thì nhiều mẫu áo len nó sẽ bị rộng. Nhưng mà em nói là phao áo len chỉ có một size. Bây giờ mặc lên hình này. Em live stream cho mọi người này. Làm sao em chỉnh được. Đấy, em 51 cân, 1m57. Các chị cứ gắng chừng. Bụng em cũng rất là béo, được chưa? Người em thì rất là gọi là mũm mĩm đi. Chị nào mà gầy tầm 40 cân thì chắc chắn về phông len nó sẽ bị rộng. Đúng không? Tại vì trên live stream làm gì có bóp méo được sự thật các chị ơi. Có chỉnh được đâu. Áp gì chỉnh được cái trên live stream. Thời trạng. Màu hồng cho em ném qua mẫu nha. Màu hồng, màu xanh này. P35 cho em màu đỏ chị ơi, cho em xin một nút chia sẻ live stream để tặng các chị bất ngờ này. Màu ruốc này, màu vàng này, ok chưa? P35 và kèm màu cho em nhóc. Lên một cái mã quần phải gọi là thần thánh. Hoa này Moshimo nè. Thank you chị Sao Băng. Quần này gọi là mang tên là quần thần thánh đi mọi người. Quần Q100 của em chắc con này em phải chạy đây rồi, là đến số lượng là hàng nghìn cái đó các chị gái rồi. Cứ mỗi chị 2 cái cho chị 2 cái. Nhiều chị mua thêm 10 cái cơ chẳng biết mua. Mua cho cả nhà hay sao á. Q100 cho em có 59.000 đây này. 59.000 cái quần tâm này cho em. Q100 và kèm số điện thoại cho em nhá. 59.000 một quần có size đầy đủ hết đấy. SML XL, size to nhất các chị cứ 58 cân mình chốt đơn cho em. Được chưa? Lên đúng mã cho em là Q100 cho em nhá. 59.000, giá rẻ chưa? Đây em lại đánh gốc cái này cho chị này. Q100 cho em nhá. 59.000 đồng. 59.000 cái quần này. Quá rẻ đấy. Size S, size M, size L, size XL đầy đủ hết. Nói chung cái mã quần này nhà em bán chạy lắm. Chạy vô cùng. Cứ chị này mua lại nhờ chị khác lại nhờ mua, rồi chị khác nữa lại nhờ mua tiếp, rồi sau đấy lại chị nữa lại nhờ mua. Cứ mua hoài như thế đấy các chị ơi, mà không biết chán ấy, tại vì nó quá rẻ. Ở nhà được, đi làm được, đi chơi được, đi tập thể dục được, rẻ 59.000. Ví dụ như vấn đề gì mình mua lấy 2-3 cái cho em đúng không? Dễ mặc cực kỳ luôn. Áo em mặc 85.000 cho chị kéo lên nơi. Cái áo có hình cái nơ ấy, quả là áo len nơ. Chị nào lấy quần Q100 mình chốt hộ em và kèm size giúp em nhá. Kèm size, kèm số điện thoại cho em. 59.000 cả cái quần đẹp như này đó chị ơi. Đẹp như này mà có 59.000 rồi đấy.
Hàng này các chị ra mua bèo nhất ở ngoài shop 100.000, được chưa? 100.000 cái quần này. Nhưng mà em kỷ niệm các chị có bao nhiêu tiền? 59.000 thôi, ok chưa? Mã số cho em là Q100 và kèm size kèm số cho chị. Ê, không được chưa chị mà. Q100 và kèm số điện thoại cho em nhé. Áo này còn mấy cái em xả nốt rồi mọi người, chất nó dày thế. Ở đây, chị nào lấy Q100 mình còn còn Q60 thôi. Còn, ơi, ai bảo hết. Còn nha. Q60 nhà em vẫn đang còn mà. Quần đấy em đang còn định bán đến năm sau cho mọi người đấy. Quần đấy là em dự kiến là năm sau em vẫn bán. Ôi xinh gái nhở. Còn mũ lông không có không là còn chị ơi. Mũ lông đấy em vẫn đang còn nha. Hàng đấy vẫn đang còn. Eo áo này xinh gái đấy này. Tôi chết dở rồi, toang rồi. Trời ơi. Em bảo rồi, chị nào mà không mua cái quần bò này thì đừng có tiếc nha. Mai hết hàng là dán chịu. Ai bảo comment sau cơ. Quần Q100 cho em nãy giờ các chị đã lên đơn như mưa con này, em nói thật đấy. Mua về lại muốn mua thêm. Không có chuyện là mua bớt đâu. Này, lân này. Hai cái đúng không? Lân nó lấy nhiều lắm các chị, nhân viên nhà em đứa nào không có. Đó. Nó đang rồi. Ở chưa các chị? Q100 cho em và kèm size 59.000 thôi. Đây chị gái ơi, không mua đừng có tiếc nha. Áo phông dài hãng mi không? Em đang còn đấy. Không không, vứt cho chị kéo hãng mi ở đây. Kéo ở trong góc tùng đấy, góc cùng đấy. Q100 cho em nhé, còn không? Không, không còn, không hai cái đó không còn đâu. Thế là, lấy ra này. Thế rồi, thế thôi em. Q100 cho em ạ, váy đỏ là 195.000 cho em. Ok, lên Q60 máu chưa? Em bảo các chị máu ấy, quần này chưa, là bảo là máu chưa ấy còn. Hôm nay em về thêm 500 quần nên các chị cứ chơi tờ bến cho em. Thôi là mai lấy mà hai cái mà mặc, em nói thật. Khuyên cho này các chị ngày mai lấy hai cái mà mặc. Em ơi lấy nốt cái con Lander ra đây. Lander ở chỗ bản ông thần địa đấy. Thôi đừng có xếp ở đấy nhá. Mai chị mai là gần mùa 1 chị thắp hương mà mai xếp ở đấy rồi. Anh lại bén vào đấy. Ngột chết. Ông địa lại không phù hộ được. À sao nhân viên kêu hết màu đen hôm nay về thêm đấy chị, hôm nay về thêm 500 cái. Không em về thêm 500 cái. Mày lấy được một đem hết ra đây. Bê ở cục ra. Chạy đi sức cân. Q100 và kèm size lên áo em mặc luôn cho máu này. Nghe giá giúp em này hôm nay. Hôm nay sẽ lên cho mọi người cái mã này rất là cưng đúng không? Mã cho em là Lander kèm theo cả cái nơ như thế này. Và em sẽ xả kho nốt cho mọi người. Con này em có khoảng 50-100 cả. À con 50 cái. À hôm nay về thêm chị gái ơi. Không biết tình hình ở nhà chốt như nào. Công em nhập game cái này đi em. Quần này mình sẽ quên áo em mặc đi. Các chị có thấy xinh không? Mặc đây là xinh đúng không? Béo gầy gì mặc vô tư cho em và bán cho các chị 79.000. Áo Lander cho em. Lander và kèm số điện thoại cho em 79.000 kéo em đang mặc. Dã man 79.000. Mã số cho là Lander hết cho em. Có từng đây rồi. Xem bữa nay chị đang còn bao nhiêu cái. Vứt lên đây. Con này bung lụa cho các chị gái đi máu đi. Ngày mai em bảo rồi. Ngày mai là nắng. Nhưng đến ngày hôm sau nhiệt độ hạ xuống là chỉ có 20 mấy độ nha. 10 mấy độ đấy. Chị nào mà không tranh thủ mua áo len đến đây em bảo Tài ơi bán áo len đi, lên áo len đi em ơi. 79.000 cho em, áo len cho em. Hết chưa? Yeah. Ok, còn từng đây. Quần em mặc các chị sẽ chốt cho em lại là Q1, được chưa? Quần Q100 sẽ có hai tông màu là màu đen và màu xám. Đó, không comment là màu nhạt, màu tối ở đây nha. Không có ai định nghĩa được nha. Comment cho em là màu đen và màu xám. Đừng comment em ơi cho chị cái quần Q100 cái màu xám. À, cái màu nhạt. Màu nhạt là màu gì? Màu xám chị nha. Mai nó không bắt máy được đâu. Rồi, mã len nơ cho em. Nọc kèm nơ cho em 79.000. 40 cân đến 65 cân mình chốt đơn cho em. Mã này ô tờ kê duy nhất cho em một màu. Chỉ có duy nhất một màu thôi. Ok chưa? Chị Bạch Cúc một con Lander này. Ok chị Thảo Nguyên con Lander. Chị Cúc lên một con Lander cho em 79.000 cho em. Chị Nguyễn Bích một con này 79.000 cho em nhá. Chị Jenny một con luôn cho em này. Ok. Mai được không chị gái ơi? Chị Nhân Hòa một con Lander này. Chị Su Su một cái. Chị Trần Hương một cái. Chị Bảo Linh một cái 79.000 một cái em vẫn ship. Quần em mặc là 149.000 mã Q1. Được chưa? Đấy. Quần em mặc là Q1 nhá, chị Y Lê có luôn. Chắc lên đẹp lắm, chị mua 6 cái rồi mà vẫn mê. Ok chị Hạnh vừa một con này. Khỉ con đáng yêu. Ô giờ ok chị gái luôn. Rồi chị Hoài Ngân cho em một con luôn 79.000. Chắc lên nó rất là dày, nó rất là đẹp mà có 79.000 thôi. Rồi chị mua tiếp một con Lander, chị Nguyễn Thị Thu con này, chị Ngọc Bích một con luôn cho em này, chị Nguyễn Nhung con này 79.000. Được ạ, 79.000 cho em nhá. Em bỏ gọn lên chỗ đây đi em ơi. Chị Quỳnh Hoàng có luôn này, cho chị Nhàn Trần một quần Q149 cân, ok chị gái luôn. Áo gấu hồng á, ok chị Đỗ Tâm một cái, đợi em một chút xíu nhá. 79.000 cho em, còn từng đây là em hết hàng. Còn từng đây thôi.
Chị nào lên mã này thì có đơn trước 79.000 xinh nhá. Miền Nam miền Bắc đều ok cho em nhá. Chị Su Su có luôn, chị Nguyễn Mai này. Quần em mặc là dáng boy đấy. 149.000 được chưa? Mã Q1. Cái này các chị sẽ lên cho em là len nô có, len thổ cẩm mặc Noel có nhá. Chị Thư Nguyễn một con ạ. Chị Vũ Lương một con, áo là 79.000. Chị Nhàn Nguyễn một con luôn cho em. Chị Josie cho em xin số đi ạ. 79.000 nhá chị gái ơi. 79.000 cho em, quần kia là Q100 được chưa? Q100SMXL. Đó, chị nào lấy quần em mặc sẽ lên cho em là gì? Mã số cho em là Q1, 149.000 nhá. Rồi, chị Nhung Thúy một con em chốt đơn này, 60 cân mình chốt đơn. Áo thì 60 cân, quần thì dưới 55 cân cho em nhá mọi người. Ok, chị Nguyễn Mai có, em còn từng đây là hết. Lê Lê thổi cắm đôi em một chút xíu. Ok chưa? Rồi, chị Bình một con này. Em còn từng đây nữa chị gái ơi. Còn từng đây bây giờ biết chia cho chị nào, quần em mặc là Q1 nhá. Ok, chị Loan Hoàng cho em xin số đi chị. Chị lợi hai con này. Rồi, bốn bao nhiêu tiền? 79.000 cho em. Có mẫu quần khác nhưng mà đợi em một tí. Ok, chị Dung Trần có hôm nay 500 quần cơ mà. Các chị, từ từ nhá, hôm nay chị nào em bỏ rồi. Quần bò hôm nay em chỉ bán hôm nay, ngày mai không có quần bò. Nên chị nào mua quần bò là mình phải xem livestream này nhá. Ok chị ạ, em vào từng đây. Thôi chắc là chị nào chốt xong mình vào danh sách dự bị giúp em nhá. Còn có 4 cái nữa. Còn 4 cái này, lên một cái mã quần này. Xin phép là cho chị nào cho em xin cái review được không mọi người? Chị nào cho em xin cái review của cái quần này được không? Em nói thật, em mặc nữa là em nghiện lắm mọi người. Không, bỏ thổ em không chơi. Bỏ thổ đợt này nó không có hàng đâu. Phải đến là gian năm có mẫu mới. Chứ bây giờ toàn hàng sale có bơm bơ. Em ơi, làm cho chị cái mẫu này K51 đủ màu này chị xả cho các chị đi. Em nói thật cái quần này, em gọi là gì nhở? Em gọi là em mặc mà nó em nói thật sự là em nghiện lắm với mọi người cái quần này này. Mới chỉ mặc thử 2 lần mà cũng muốn là livestream nào mặc lên cho các chị. Đấy, quần này sẽ là Q60. Một cái mã quần quốc dân, béo mặc được, gầy mặc được, eo to, eo bánh mì, eo vân vân đều mặc được. Nói chung chị nào mặc được mà mặc dáng đẹp lên cho em nhá, không phải là mặc nó sệ mông hay là mình đứng lên ngồi xuống nó bị sệ cái quần, không có. Được chưa? Mã này mình sẽ lên cho em là Q60. Size S, size M, ML, XL, 2XL. Từ 40 cân đến 65 cân mình chốt đơn cho em. Q60 chị nhận đẹp quá em ơi. Có cái quần nào tương tự Q60 chị mua thêm nhé. Mặc nhìn chân dài tới nách luôn. Đó. Khách hàng em nhận Q60 nha. Chết chưa? Thứ hai sẽ về cho các chị một mã đá. Thứ hai, các chị cứ mua cái này mình thịt tẩm trước đi. Hôm sau em về một mã nữa. Nhưng mà vẫn là cái dáng này. Ở đây, quần em đang mặc nha mọi người. Q1 này. Ở cho chân em thì không dài được, mỗi cái lưng dài tí thôi. Chứ cái chân rất là ngắn nha các chị, mặc lên cho em này. Quần nó rất xinh, quần này sẽ lên cho em là Q60. 115.000 một quần, mặc ấm, đẹp, chân dài. Đó, khách nhà em nha. Không phải là em review mà khách nhà em review. Được chưa? Q60 cho em chất u mì này. Mặc đến đâu co giãn đến đấy cho em. Mặc sau mông quần này. Các chị phải công nhận mặc cái quần này nó không bị sệ mông đúng không? Không bị sệ mông một tí nào. Quần này mặc các chị sẽ chốt là Q149. Quần này là Q60 đến size 65 cân, tức là từ 40 cân đến 65 cân, được chưa? Mã Q60 cho em. Vest caro em chưa về thêm. Nó không, bây giờ nó không còn màu đấy. Được chưa? Cứ lên đúng mã cho em là gì? Q60 nhá, 115.000 một quần. Quần này các chị mặc cả mùa hè cho em đều được. Khách hàng em nhận hàng quần này sướng lắm. Tại vì bản thân mình bán mình đang còn thấy sướng chứ đừng nói là khách hàng, đúng không? Khách hàng mua về, khách hàng nhận, khách hàng cho review, cái đấy là quá là sướng luôn. Được chưa? Cái này em chỉ có size M thôi, tại vì cái này em ôm được giá sale. Giá sale từ bên tàu. Nó sale cho em. Cái quần này hôm trước em mua cho mẹ em béo nhất là mua 300. Mà cái này các chị mua cho mẹ đi. Các cô vẫn mặc được nha. Các cô vẫn mặc được, mặc với cả cái áo tay hến á, hay là cái áo len cọc tay mà nó trơn trơn đến đây em bán này, các cô vẫn mặc đẹp. Được chưa? Rất là trẻ luôn. Mặc này nó không bị cái xù lông ấy mọi người. Các chị quay máy giặt cho em vô tư mà nó không bị mất form đứng lên ngồi xuống. Nó không có bị cái cảm nó rung. Cái này nó rất là cố định, mặc đến đâu eo đến đâu dịn sò cho em như thế. Nói chung cái quần này đẹp lắm. Chị nào mà không mua quần này là sai lầm lớn nhất của các chị. Khi nếu mà khách của nhà em là phải mua cái quần này. Thật sự luôn mọi người, không thể bỏ qua mã quần này đâu nha. Ok, em là em hiện lên áo len rồi, cho chị cái mã len thổ cẩm kia đi. Được chưa? Q60 cho em một bao nhiêu? 115.000. Quần này đừng không cần mặc thêm nha. Khách nhà em đấy, mua quần này mặc đẹp lắm, các chị cứ trải nghiệm đi. Quần này em mặc rồi. Ờ dạ, lên áo này còn nhiều, em nay chị xả nốt đi. Còn mỗi màu mấy cái? Màu này nhiều. Màu này nhiều à? Mỗi màu còn mấy cái, xả nốt con áo dạng này đi. Em xả nốt con áo dạng này cho mọi người nhá. Q60 em còn đầy đủ size hết, size gì cũng còn. Mã gì em?
H59. Hôm trước em bán bao nhiêu? 199 à? H49. Em đang bán là 199.000 đúng không? Hôm nay em xả kho em bán tặng các chị luôn này, nghe giá giúp em này. 179.000. 179.000 con này cho em. H49 có màu trắng và màu kem, mỗi màu còn 4 cái. Màu đen còn 2 cái. Màu đen à? Màu đen đâu? Lên luôn màu đen cho chị đi. H49 và kèm màu cho em 10 ngày chị chưa nhận được hàng, chị Thảo lên cho em xin số phát đi bác ơi. 10 ngày mà chưa nhận hàng là toang đấy. Cái này mình sẽ lên cho em là H49 cho em 179.000 em xả nốt. Còn hai màu là còn 3 màu đấy. Màu kem, màu trắng, mỗi màu còn 4 cái. Mỗi màu em còn 4 cái, dưới 55 cân mình chốt đơn cho em. Quần Q60 em còn đầy đủ size số. Chị nào lấy size nào mình cứ inbox cho em. Được ạ, mã này mình sẽ lên cho em là H49. Áo dạ tờ quýt nha mọi người. Các chị hay gọi là áo dạ tờ quýt, hiểu chưa? Chị nào lấy H49 mình chốt là H49 cho em. Mà em nói thật cái quần Q60 nhá, chị nào mà mông to một tí nha, không có eo nha, mặc cái quần đấy lên eo cho em luôn. Đấy, không cần chỉnh sửa đâu. Được chưa? Cái này mình sẽ lên cho em mã gì ạ? H49 cho em. Dạ 2 lớp 179.000 em xả nốt. Được chưa? Quần em mặc là 149.000 mã Q1. Đó. Q1149 là quần em đang mặc. Chị nào lấy cái này mình sẽ lên đúng mã cho em là H49 cho em nhá. Chắc đẹp lắm các chị ơi. Màu nó tây và nó đẹp cực kỳ cho chị con áo huyền thoại nhà mình đi em ơi. Cho chị cái con áo L194 đi. Chị nào lấy con này mình chốt là H49 và kèm màu cho em. Dưới 55 cân các chị chốt đơn em qua mã nha. Qua mã luôn các chị ơi. Con này có ít nè. Con này em gái bây giờ còn mỗi màu 10 cái nhá. Áo khoác dạng 260. Bây giờ áo khoác dạng 260 á. Áo khoác dạng 260 là con gì ta? À 269 nhá. 269 thì em còn đấy. Lên con VIP này cho em đi. Ôi con này đẹp thế. Con này ơi chị gái ơi, em 51 cân. Đây. Đẹp chưa? Quá đẹp. Con áo này ơi chị sẽ lên đúng mã cho em là L194. Áo em mặc là len nơ nhá, 79.000. Áo này các chị sẽ lên luôn cho em là L194. Quần em mặc 59 cân không vừa đâu. 59 cân mình chỉ mặc cho em là quần Q60. 99.000 áo len này cho em đi. 99.000 áo len này cho em. Mã số cho em là gì ạ? L194 và kèm số điện thoại cho em nhá. Mà chưa thấy giao hàng. Ok chị Thảo Lê. Mã này mình lên đúng mã cho em là L194 cho em. Kèm số điện thoại cho em nhá. 99.000 đồng cho em. Không M18 em không còn. Chị nào lấy L194 mình lên đúng mã cho em nhá. 99.000 đồng. Từ 40 cân đến 60-65 cân mình chốt đơn cho em mã này. Ok chưa? L194 em bán tặng các chị 99.000. Được chưa ạ? Cầm 100.000 ra shop không bao giờ mua được con áo len này. Đảm bảo luôn. Cái đấy là chắc chắn. Chắc đét luôn. Được chưa ạ? Ví dụ như chị nào mà cầm bảo là chị cầm 100.000 ra ngoài shop mà mua được áo len giống như em mặc thì không có nhá. Chuyện đấy là say no nhá. Áo này em đâu có xỉ lại cho khách nào đâu. Nên yên tâm là các chị mua, chỉ là có những chị nào mua lẻ về bán ở shop thôi. Làm gì người ta bán hòa vốn mọi người. Cước đi, cước về, tiền các kiểu, làm gì người ta bán hòa vốn nữa. Các chị ít nhất con này 180, ok chưa? Rồi, L194 không có nhiều bán tặng các chị 100, à có 99.000 thôi. 40 cân đến 65 cân mình chốt đơn em. Màu nó rất là tây, cổ cao. Mấy hôm nữa lại là biết cái giá trị của con áo len nhà em, được chưa? Đây, dáng mặc ngon lành cành đào cho em như thế này. 99.000 đồng thôi. Rồi chị Trịnh Thùy Linh một con áo này. L194 cho em nhá. Chị Jenny một con này. Chị Vũ Quỳnh một con này. Chị Nguyễn Đòn một con luôn cho em 99.000. Đúng không ạ? 99.000 cho em. 40 cân đến 60-65 cân và các chị nhà cho em. Nói chung là Meli đó chị ơi. Meli cuộc đời luôn, chắc đẹp lắm. Chắc siêu siêu đẹp luôn cho em. Servin cũng được, mặc thảm buông cho em rất là xinh. Rất là ấm, hoặc cái họa tiết của nó hơi kiểu lạ. Đó chị nào mà thích lạ lạ một chút thì mình chốt cho em quả này 99.000. Tờ chị Phạm Nga có L194 này. Con này chị nào không lấy đừng tiếc nhá. Chị su một cái luôn cho em. 40 cân đến 65 cân mình chốt đơn. Nam nữ được mặc ok. Cái này các chị về mặc đôi cho em được đấy. Cái này về mặc đôi cho em đều rất ok nhá. Rồi chị Nguyễn Nhung có luôn. Ok chưa? Rồi chị Mai Nga có luôn cho em 99.000 đồng. Rất rất là đẹp. Rồi chị Lê Hà một con luôn này. Xinh đúng không? Đảm bảo rồi xinh. Chắc chắn là đẹp và chắc chắn là xinh cho các chị. 99.000 đồng cho em. Trời ơi. Ai bảo áo này 99.000. 40 cân đến 60-65 cân mình chốt đơn. Em vào cho chị có Mickey kia đi. Có Mickey hay VIP VIP kia. Đây lên cho các chị có Mickey này này. Có Mickey này đẹp, có đúng hai màu. Nhưng mà nó có ít thôi. Đó.
Đó 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 đó, áo nỉ em còn nha. Ờ, nó còn mỗi size L. Đây là tất cả các cái mã đây. Em ơi. Trời ơi, có len mịn. Con lớn 209 của em. Này. Áo len có cổ, chốt đây là len nơ. Em ơi, con này này rồi chết rồi. L209 các chị ơi. Thôi báo giá nhanh cho mọi người nhá. Chốt luôn cho con này cho em. Có màu kem và màu đỏ ạ. Rất là đẹp. Len là len ép mà cái loại len nó dày, nó sờ vào như da em bé mọi người. Được chưa ạ? L209 109.000 đồng. Một con áo len đẹp cho em như thế này. Một con áo len hãng mà bán 109.000. L109 và kèm L209 và kèm màu cho em. Con này từ 40 cân đến khoảng độ khách hàng 65 cân cho em bao vừa. Từ 40 cân đến 65 cân và em sẽ có hai màu cho các chị là màu đỏ và màu kem. Mã này mình sẽ lên cho em là L209 cho em này. Con này dáng rất là dễ mặc, 40 cân đến 60-65 cân mình chốt đơn hộ em phát các chị ơi. Nhìn len của em là len thêu mọi người nhá, 101 một con áo len này. Em thề là chắc chắn giá này làm gì có các chị ơi, nhìn cái chất len hộ em với. Nó rất là dày, nó dày, nó ấm vào các chị nhìn cái thớ cho em này, nhìn cái thớ vải cho em này. Đó các chị thấy không, nó là hoàn toàn là thêu, không phải là in mà cái chất len cho em này. Sờ nó rất là mịn và nó rất là mướt cho em nhá. Nó không có kiểu mà rác rác thô thô đâu. Len đúng mã cho em là L209 và kèm luôn màu giúp em. Bao nhiêu tiền ạ? 109.000 đồng một áo. Dã man chưa? Từ 40 cân đến 60-65 cân các chị chốt đơn cho em quả này. Nói chung là đẳng cấp là nó phải như thế này. Sờ len mặc như không mặc len, đúng không các chị? Len mặc nhưng mà không phải là mặc len mà nó giống như là mặc một cái dòng cao su non. Giống như là dòng các chị mặc áo nỉ thôi, nó đẹp lắm. Con này chị nào mong lấy đừng tiếc nha. Được chưa? Ok, chị Thơm Nguyễn một con luôn này. Chị Vi đào cho chị một con này. Chị Linh Phùng cho chị một đỏ này. Ok, chị Thi Lý một kem dồn đơn này. Rồi chị Nguyễn Thị Nga cho chị màu kem nhé. Không có màu trắng thì ơi, màu này là màu kem cho em nhá. 109.000 à. Thật sự luôn, đẹp. Ok, chị Thảo Thanh cho chị một cái này. L109, à L209 hộ em với. L209 thì anh luôn có luôn này. L209 chị nhá. Chị Lý Hoàng cho chị một kem này. Kèm màu kèm số cho em. Được chưa? Ok chưa? Chị Thơm Nguyễn cho chị một đỏ này. Chị Thanh Huệ màu đỏ của Noel. Các chị ơi, mặc con này đi cho em. Được chưa? Rồi chị Trương Ngọc Ánh cho chị một kem, chị Khánh Hiền một kem cho em. Chị Nguyễn Xuyên một đỏ này. L209 cho em mọi người. L209 bây giờ em lên con bomber ấy, chị ngất luôn. Áo em mặc là L194. Rồi. Đẹp chưa các chị ơi, cho chị thêm kem ở em ơi. Trời ơi. Lên dáng à? Mặc lên dáng nha. Mặc lên dáng là các chị ngất luôn. Con này làm gì cần phải mặc lên dáng. Được rồi, em sẽ mặc lên cho mọi người xem. Vừa chết rồi, quả này toang rồi các chị ơi. Mặc lên là hết hàng nha. Chưa cần mặc thôi mà các chị đã chốt như thế này rồi. Cần gì mặc lên đó mọi người. Đơn giản, nhẹ nhàng, trường tồn với thời gian. Mà nói chung là nó đẹp. Nó đẹp thì nó... cái kiểu gì nó không đẹp, và các chị nhìn cái len cho em với. Nhìn cái len cho em đi mọi người. Mọi người về mọi người sờ lên này. Nghĩ ngay. Sao lại nó bán cho mình có 101 nhỉ? Đúng không? Chắc chắn là nhiều chị là như thế mà. Nhiều khi là nhiều chị nhắn tin Zalo cho em hay lắm. Nhiều khi cứ bảo thôi mày cứ bán cao lên, không mày cứ bán rẻ thế. Thôi em bán cho các chị giá như này. Nhiều chị còn khích lệ tinh thần. Thôi bán cao lên mà mua xem ạ. Không, em vẫn bán cho các chị 109.000 con áo len này. Thề với mọi người, nhìn cái áo len thôi em không phải ngoan một tí nào đâu. Hàng như thế nào em giới thiệu như thế đó các chị. Nhận được hàng mà không kiểu là phê nhá, không kiểu mà độ mình thăng hoa lên ấy, thì không cần lấy con này cho em. Được chưa ạ? Có 109.000 nhưng mà các chị về á, mình sẽ biết là cái giá tiền nó không quan trọng, mà quan trọng mình nhận được hàng là như thế nào, đúng không các chị? Quần em mặc 149.000, còn áo mình lên mã gấp nha. Không mua đừng có tiếc nha mọi người. Quần em mặc là Q1, váy cho chị cả màu đen em. Váy là con này em xin phép là hôm nay cả ngày đang tăng động quá nên là hôm nay sẽ dừng nha mọi người, không bằng váy nha. Váy này sẽ có màu đen và màu đỏ, hai size SM cho em. Chị nào lấy váy thì comment cho em là V mấy nhỉ? 28 đúng không em? 28. V28 cho em phát nha. Váy có màu đen và màu đỏ. Được chưa? Váy nhung cho em, còn áo này các chị lên cho là L209. Hôm nay em hơi bị ngáo nên sẽ không mặc váy nha mọi người. Thật ra ok, chị nhỏ hình cho chị một kem này. Rồi ok luôn ạ. Nhiều quá em không xin phép là không đọc nha, hôm nay thôi. Hôm nay cái đầu em đau nó không đọc tên nhá mọi người. Đọc nữa là lại lên mã sau đấy. Đẹp đúng không? Nói chung là đẹp các chị ạ.
tội gì mình không lấy một cái mà mình mặc. Em nói thật, miền Nam miền Bắc gì đều mặc được mà giá thành của nó rất là vừa tiền, 109.000. Quất ngay con áo len xịn về mặc, lần này xịn sò nha, nhìn chất này. Nhìn cái hàng nó bỏ túi như này các chị bảo sao mà em bán được các chị giá rẻ. Tại vì em nhập số lượng, đợt này các chị mua nhiều em làm giá được với người ta. Em nhập được số lượng từ bên kia về. Được chưa? Với đợt này cung nó rẻ hơn nên là tính ra giá thành bán cho mọi người rẻ thôi, có thể thôi. Chất lượng quan trọng lần này còn đẹp hơn. Còn đẹp hơn cả cái con Mickey em bán được trước, được chưa? L209 quần bò là Q1, được chưa? Rồi, ok, các chị nào thắc mắc về mã này không em qua mẫu nha. Nhớ cho em xin số nhá. Cái quan trọng là các chị có số đấy, không có số em không chốt đơn được đâu. Rồi, qua mã cho các chị luôn. Rồi chị Thành Tố Uyên một con em chốt đơn luôn. Đây, các chị cứ lên đúng mã em còn từng đây. Còn từng đây thì hết. Đây các chị này, lên đúng mã L209. Các chị cứ chốt là L209. Rồi ngày mai lên số đâu mà gọi chứ. Cho em xin số nha mọi người. Gấu hồng ngày hôm qua em có lên rồi. Quần bò em bên em chỉ có mức giá quần bò là 149.000. Quần em mặc là Q1. Em bảo rồi, chị nào không mua cái quần này đừng có sai lầm nha. Mặc cái áo len nào nó đều đẹp là sao ta. Tại vì cái màu nó đẹp và cái họa tiết nó xinh. Đó, đi cho em một đôi giày nữa. Cô nàng năng động là đây rồi. Ở tầng đây nhá, em có mẫu luôn. Được chưa? Không là ngày mai lại sợ không có hàng để trả cho mọi người. L209 cho em 109.000. Trời ơi, quả này toang rồi. Con này là toang luôn. Không bỏ lưu thun đợt này em không có về á. Hai màu cho em là màu đỏ và màu kem. Em mặc luôn màu đỏ cho các chị xem này. Áo có cổ lúc này em mặc các chị comment là len nơ 79.000 thôi à. Ở chưa? Đây, áo em mặc luôn cả màu đỏ này. Đó. Không, quần em chỉ có dáng như này thôi. Làm gì có dáng ngắn, dáng dài à. Đây. Em đang mặc là size S. Đây các chị ơi. Mặc hai con áo liên tục này. Đó, đang mặc cả hai con áo len này. Ở chưa? Các chị thấy không? 65 cân cho em bao vừa. Yên tâm, 65 cân. Hồng ơi, lấy cho chị cái này đủ màu đi. Hôm nay chị xả cho các chị gái đi. Áo này cho chị đủ màu xem còn bao nhiêu con. Em ơi. Nào, xinh nhờ các chị. Đó, nó mặc cả hai cái áo luôn nha. Không phải mặc một. Màu đỏ là sắc màu của Noel, sắc màu của Tết. Tết đến rồi, đúng không các chị? Còn màu kem kiểu màu nó lạ lạ như thế này. 201 nha. 201 nha các chị. Ở chưa, các chị nhìn màu đỏ đi. Nhìn màu đỏ cho em đi, các chị ngắm màu đỏ đi. Phong em sợ là không lên, hôm nay lên muộn quá. Hôm nay phải lên những cái mã nào nhiều. Em sẽ xả luôn cái mã này cho mọi người. Ok chưa? Rồi L209 em, quần là Q1 nguyên cả set cho em. Về đi lấy một đôi giày thể thao cũng đẹp. Mỗi chị cho em xin một nút thả tim nào. Quần là 149.000. Đi qua cho em xin một nút thả tim. Em ơi, bán ông địa ấy, gần bán ông địa là cái mẫu này. Đây nha, màu đỏ các chị nhá, nhìn nữa là màu đỏ. 109.000 L209 này. Rồi, em cởi một lớp nữa. Là da màu kem. Đó. Quần là 149.000 cho em ấy. Được chưa? Nhưng mà cởi một lớp nữa là lộ nó y thì chết. Được chưa các chị gái ơi? Rồi, L209 cho em qua mẫu nha. Này, thích thì lên thổ phẩm luôn. Có chị nào nhớ con lên thổ phẩm này nghe em chưa? Mày đừng. Trời ơi, con này còn ít em nhỉ? Còn độ tầm 5-6 con nhỉ? Trời ơi các chị ơi. Con này em nhớ mã là gì không? Con lên thổ cẩm này. L36 các chị gái. À L136 áo nỉ không biết còn mã nào. L136 cho em 119.000. L136 và kèm số điện thoại cho em 119.000 L136. Thế thôi. Em lấy cho chị cái mã FF không? Hôm nay lúc chị đi ngủ mấy đứa hỏi cái FF không? Áo gì ấy? Là chị đủ màu đi. Có đen có trắng ấy, cái mã mà có đen có trắng thôi. L136 cho em 119.000 con áo đen thổ cẩm này luôn. Được chưa? Con này còn 15-20 cái mọi người là hết. Váy đen 63 cân làm gì có váy 63 cân nhỉ? Em chỉ có váy dưới 55 cân thôi. Không có váy 63 cân đâu ạ. Con này mình sẽ lên đúng mã cho em, con này còn nhiều màu không? Xanh đậm xanh nhà cho em. 119.000 em mặc nha. Mặc là các chị lại hết hồn nhưng mà xem. Đúng rồi. Là cái đấy đủ màu em gái ơi. Từ từ không được ai đó. Con này đẹp thế, thôi chết rồi. Các chị lại toan con này với em rồi, các chị ơi. Con này các chị lại 119.000. Aman con này. Nào, lên mã gì ạ? L194 cho em. Ôi hôm nay chị nhận được kéo bỏ 45k. Đẹp xuất sắc em ơi. Em bảo với chị Nguyễn nhá. Con này mình, em bảo rồi 45.000 là không còn đâu. 45.000 là em xả lỗ đấy.
Cái này mình lên đúng mã cho em là gì ạ? Em còn bộ em 100 bây giờ lên luôn. L1 à L136 đúng không em? L136 ạ. 119.000 từ 40 cân đến 65 cân mình chốt đơn. Màu rất là stay và rất là đẹp, 119.000 đồng cho em, được chưa ạ? Mã số gì các chị nhỉ? L136 cho em, được chưa? Em nói rằng bây giờ mình đặt hàng, 2 hôm nữa mình nhận được hàng đúng cái hôm lạnh là các chị lôi ra mặc cho em, được chưa các chị? 119.000 đi. H24 em còn. L136 chị Dung Trần một cái ạ. L136 cho chị Nguyễn Dương một cái ạ. Áo em mặc 119.000. L136 ạ. Áo len thổ cẩm cho em từ 40 cân đến 60 cân. Các chị chốt đơn nhá. Không ai nghĩ mua con áo len này 120 đâu. Toàn thế thôi à. Bảo sao chị mua chỗ khác không? Áo len ít nhất rồi. Cái cọc tay đã là 120. Chứ đừng nói là áo len dài tay dày. Đây cái cổ cao cho em này, 119.000 cho em. Và các chị nhìn họa tít cho em này. Năm nay đang rất là hot màu xanh, năm nay cực kỳ hot màu xanh luôn cho em, được chưa? Chị nào lấy L136 mình lên đúng mã cho em là có đơn, 119.000 nhá. 40 cân đến 60-65 cân mình chốt đơn cho em. Màu nó rất là tây và rất là đẹp. Con này em có ít ạ, à. Rồi chị Kim Phước một con luôn cho em này. Rồi chị Mai có luôn cho em này. Đây chị ơi em đang thả áo xuống mà, thả áo xuống là nó sẽ như này. Ở chưa? Em đang vén cái bu rồng lên thì như này. Đầm sau là 195.000 cho em, cái này có đúng một màu chị ơi. Đậm vào nhà thôi. Chị nào lấy L136 mình cứ chốt cho em là màu đậm và màu nhạt, 119.000. Đó. Ai lấy L136 mình lên đúng mã cho em là có đơn nhá, 119.000 đồng đó chị này. Quần jean em đã không có size lớn, chỉ có size SML. Cho chị cái bộ em 100 em. Bộ em 100 ở đây. À, cái bộ em 17 còn nhiều hết rồi đúng không? À, con toàn lòng nhìn lại hôm trước bị hụt à. Rồi ok chị gái, lên cái bộ này cho em, còn từng lấy màu à? Ơ. Thêm mấy cái màu kia của chị vẫn đang kèm màu đen to đấy rồi là màu vàng, chín vàng. Nào chị ơi lên cái bộ phụ kiện cho em nhá. Trời ơi yêu nhà chị là nhất. Úi giời ơi chị Trà My. Đây em đang mới lọc TikTok nên các chị follow TikTok cho em với nhá mọi người. Em phải chụp lại những cái comment yêu yêu của các chị đăng lên TikTok. Đó. Em đang lập một cái nick để chơi để vừa là đăng hàng mới này, vừa tập quay video chụp ảnh cho các chị. Nên là các chị ơi, nhớ là follow TikTok giúp em nha. Được chưa các chị? Rồi ok. Nào, con em 100 có chị nào nhận được cái bộ này nha em chưa? Mọi người, em sẽ mặc lên dáng cho mọi người xem là các chị biết cái độ đẹp của con em 100 như nào nhá. Ok, con em 100 này cần gì mặc lên nhở? 89.000 một bộ cho em. 89.000 và có size đến 65 cân cho em nhá, vẫn đầy đủ màu đấy. Ở trên kia vẫn đang trên kho nhà mình vẫn đang còn đầy đủ màu đấy. Đỏ cho em này, đỏ đô này, màu kem này, màu đen, màu hồng này. E100 và kèm số cho em. Nick thì là nhưng mà chưa có gì hết trơn á, hôm nay mới lập thôi. Hôm nay em mới lập xong ấy à. Nick chưa có gì hết. Nhưng mà nick vẫn là Phương Lại Shop nha các chị. Chưa có cái gì hết trơn. Em còn chưa cả đăng cái gì. Thang đăng như thế đấy mọi người. Nếu mà Mai có đăng cái gì lên. Đưa màu đen em á. Đen như kia. Màu xanh có 2-3 bộ thôi. Màu đen ở trên kho đang còn nhiều đen vô đây. Lên. E100 cho em 89.000 ạ. Bộ này các chị dưới 65 cân cho em. Có size chị ạ. Áo 79.000 em còn nhá. Nhiều khách hàng nhà mua cái bộ này nhà em là bao nhiêu tiền nhá? 89.000 về không tin. Không tin vào mắt mình thôi mặc luôn. Mặc luôn cho các chị bộ này cũng được. Mặc luôn nha. Nói chung bộ này mặc lên là hết hàng. Là không còn hàng đâu các chị ơi. Nên chị nào lấy nhanh thì mình chốt nhanh nhé. Giá rất là vừa tiền. Trời ơi. Giá siêu rẻ nhở. Trời ơi 89.000 em gái ạ. 89.000 cho em. Trời ơi các chị ơi. 89.000 như máy của chị ấy. 89.000 cho em nhá. E100. Không biết máy ở trong túi này. Chị nào lấy E100 mình chốt E100 hộ em phát. Đây chị ơi. 89.000 cho em bộ này. 89.000 đồng cho em. E100 và kèm số điện thoại cho em. Cái này từ 40 cân đến 60 cân các chị chốt đơn cho em nhá. Từ 40 cân đến 60 cân mình chốt đơn cho em cái bộ này. Được chưa? Lên đúng mã cho em là E100 cho em. Bộ này đếm nhất cho em là từ 52 cân. 52 cân.
Là sao chị hôm đấy em chốt kéo đi VIP và chị với kéo đá nai màu đen cho chị. Cho em xin là, à quên, chị Minh Phan cho em xin là số đi. Con này mình sẽ lên đúng mã cho em là E100 cho em mọi người ơi. 89.000 thôi. Cầm mà cái tay em muốn gọi là nó chĩu xuống ấy mọi người. Đây, chất của nó là chất u mì hàn cho em, hàng nó đẹp như thế này. 89.000. Nhiều chị nha, nói cái câu lại ơi, bàn 89.000 cả xóm chị nó không tin. Trời ơi, cái quần em xin phép là đưa chân cho mọi người. Cái quần của nó là dạng như này, quần của nó sẽ là dáng như này cho em. Có size đầy đủ hết, từ khoảng độ cho em là 50 cân, 50 cân đến các chị khoảng độ cho em là dưới 65 cân đều có size. Bộ này em xả lỗ đấy. Nhưng mà hôm trước chị nào mua bộ này em bán là 149.000, nhưng bây giờ em xả lỗ cho mọi người 89.000. Ở chưa? Mã số cho em là E100 và kèm số điện thoại cho em nhá mọi người. E100 và kèm số. Bây giờ nhân viên nó nghỉ hết rồi, chị sáng mai được không ạ? Sáng mai mình chưa thấy trả lời, mình chấm tin nhắn cho em nhé mọi người. Ok chưa các chị ơi? 89.000 và em đố chị nào đi mua bộ này 89.000 ở ngoài cho em. Được chưa ạ? Bộ của em là thêu và nó là dạng của nó là gọi là nó bo. Phản bo, chị nào nhận được cái bộ này cũng thích nhé mọi người. Thật sự luôn. Áo tay hến em còn. Được chưa? Lên đúng mã cho em là gì? E100 và kèm số cho em. 89.000 nhá. Trời ơi, hôm nay em bận quá mọi người. Cái này không có ảnh mẫu nữa chứ. Cái bộ này là em đặt số lượng nên không có ảnh mẫu, chẳng làm theo mẫu của nhà nên chẳng có ảnh mẫu luôn. Ở dạng 89.000 cho em. E100 38, nên còn những 2-3 hôm nữa mới về. 2-3 hôm nữa mới về nha. Ở trên phải treo cái bộ E100 lên đây cho các chị xem màu. Áo hoodie em có đấy. Đây, là chị áo hoodie ở đây luôn đây. Cái màu cam màu xanh đấy. Váy đằng sau là 195.000 cho em ạ. Đây đó, chị nhìn cái bộ cho em. 89.000, mặc đi ngủ cũng đẹp, đi chơi cũng đẹp. Cho chị một mã quần bò nữa. E100 và kém size cho em là nhá. 89.000 nhá chị ơi. Áo giữ nhân giải tay lấy lên luôn à? Rồi, thống nhất luôn. Thật ra E189.000. Rồi, 50 cân cứ đến này em, cứ để lại số cho em là được. Rồi, chị Tuyết Nhi Trần có luôn. Rồi, ok, chị tôm tép một E100. Nãy giờ các chị lên con này nhiều quá nhở. 89.000 cho em là phát. Này, treo bớt cái mã này ra, rửa ra. Nhìn là sao không thích. Không thấy bầu trời đâu. E100 em ấy chị ơi, 89.000 đồng. 89.000. Chất đẹp lắm. Đây chị ơi, em đang buông áo. Không, cái này buông áo. Tự nhiên mình buông áo làm gì, 45 cân không cộng rộng lắm đâu. Cái bản bo nèm như thế này bảo em buông áo xuống đi. Đó, cái bản bo nó đang đẹp. Không có bộ nhung ạ. E100 cho em nhá, 89.000. 89.000 cho em bộ này. So với giá tiền nó quá rẻ. Sao chị nhà nào ra hôm qua? Thế à, chị inbox cho em được không? Đúng rồi. Lúc nào phải trên 500 mới chịu. Rồi, E100 cho em mọi người nhá, 89.000 cho em này. Em đã mặc là màu kem được chưa? Màu này mình sẽ chốt cho em là màu cam này. Màu này mình chốt cho em là màu đỏ này. Màu này mình chốt cho em là màu hồng này. Màu này mình sẽ chốt cho em là màu đen này. Và màu này mình sẽ chốt cho em là màu vàng. Ok cho mọi người. E100 và kèm số điện thoại cho em nhé. 89.000 đồng. Chị nào là E100 mình lên đúng mã cho em. Và bây giờ sang một mã quần bò. Mã này nói chung là không bảo các chị thất vọng. Được chưa? Nhìn cái quần đằng sau này, nhìn cái mông quần cho em này. Các chị nhớ một cái con huyền thoại nha em, là cái con LV không? Cái mông quần nó có theo chữ LV á. Con này còn huyền thoại hơn cho em này. Nghe bí mật nha. Quần này cho em sẽ là Q26 SML. Nhìn cho em kỹ cái quần này nha. Đó, các chị thấy chưa? Nhìn cái quần hộ em này. Nhìn cái quần hộ em phát đi. Ê, bao nhiêu ạ? Quần này các chị sẽ lên cho em mã này là gì? Q26 cho em 149.000. Size S, size M, size L. Q26 149 SML cho em. Cái này đơn giản mặt trước nhưng này các chị ơi, dành cho những chị nào mà sơ vin đấy mọi người, mình sẽ lộ được cái logo cho em. Em nói thật, cái này nó là ba cúc nhưng mà nó không cao quá nhá. Nhiều chị cứ định nghĩa là cái quần ba cúc là nó chạy theo hot đấy. Cái rốn nó lên mã trên đây, nhưng không, quần này vừa cho em thôi. Cái cặp của nó rất là vừa cho em, được chưa? Mã này mình sẽ lên cho em là Q26 149.000 một quần. Em có 30 quần là em hết hàng. Áo len kết hợp, đợi em một em biết ngay cho cái kia là ra đây các chị hỏi. Q26 cho em 149.000 cho em các chị ơi. SML nhá mọi người. SML cho em các chị này. Nhìn cái quần hộ em với. Bộ em mặc là E100 có 89.000 thôi. Bộ này đang xả lỗ đấy. Hôm sau mặc bộ này ở nhà, tự nhiên mình mặc một cái bộ ở nhà nó thoải mái. Giá thành tính ra là 89.000, không ai tin đâu.
Nhiều chị đừng bảo 89.000 nhá, nhớ bảo cho em là 160 hay 170 gì đấy nhá. Ok cho em, nhưng mà đó là giá sale đấy. Quần này mình sẽ lên đúng mã cho em là Q26 á chị ơi. Ok chị cherry một gì này. Quần này đẹp lắm. Cái chất của nó là hàng Lacassi đấy. Cái mác này đẹp này. Cái mác này em bán từ cái đợt mùa hè đến bây giờ ấy. Nói chung cái mác này xịn. 50 cân giống em mặc size S thôi chị. 50 cân quần bò em mặc size S thôi nha. Q26 cho em. Thật ạ. Quần này là hàng Việt Nam thôi. Làm gì quần made in Quảng Châu chị. Hàng Việt Nam nhưng đẹp, không phai màu. Em mặc cái quần từ năm ngoái đến nay vẫn mặc được. Đó. Hàng Việt Nam nhưng mà nó là hàng đẹp mọi người ạ. Hàng Quảng Châu thì làm gì nó may theo cái form Việt Nam. Các chị thấy mấy con TikTok ở Trung Quốc không? Nó toàn gầy nhơ đi à. Mà là hàng Quảng Châu, muốn lấy hàng cỡ của Việt Nam thì phải lấy sang size to. Size to mà các chị bây giờ bảo mà mặc một cái quần nó to nhỏ kiểu gì đúng không? Cái này là hàng thiết kế theo form người Việt Nam. Các chị nha, được chưa? Mã này mình sẽ lên cho là Q26 rồi em qua mã luôn. Q26 và kèm số cho em nhá. Lên cho các chị một cái mã áo giữ nhiệt hot luôn. Mã áo giữ nhiệt là em gọi là em bán rất là được nhiều. Đó, bộ em mặc 65 cân còn vừa ấy chị, thoải mái đi. Quần này sẽ cho em là Q26 nhá. Không muốn về thêm đâu. Rồi lên áo giữ nhiệt. Áo giữ nhiệt. Cho chị mở cái quần ra với. Đây. Lên áo giữ nhiệt nhá. Thế là bây giờ trộm mất màu đen đâu rồi. Cái màu đen đâu? Cái áo giữ nhiệt này màu đen đâu Hồng ơi? Bộ em mặc 89.000. Màu đen đâu? Ô. Cái này đủ màu gái ạ. Không phải có màu đen hay không mà đủ màu đấy. Nào, lên áo giữ nhiệt nào. Nào. Không tắt hào được rồi chị. Cái áo giữ nhiệt này ở trên kệ thôi em. Có màu đen đấy. Xinh như một nàng công chúa. Chào, chỉ có mỗi nhà ông ấy mới có ô tô hay sao á, bấm điên loạn. Không biết em nóng tính. Ok. Một con áo không thể thiếu trong mùa đông. Một con áo rất là đỉnh và một con áo rất là đẹp. Được chưa các chị? Rồi, up luôn cái này cho các bạn em. Áo giữ nhiệt cho em, mã là gì gái? G5 các chị ơi, G5 cho em. 125.000, áo giữ nhiệt hàng xịt. Phải nói câu là xịt nữa em nhá. Câu này đồng nghĩa với hàng may. Hàng may có 49.000 thôi. Hàng này là hàng xịt, được chưa mọi người? Hàng xịt nữa em nha. Nghe rõ cho em là hàng xịt. Em ơi cho chị cái màu này ở trong túi đi. Cái bảng màu này nhà mình ở trong túi đi. 40 cân đến 65 cân. Riêng em là có 4 cái. Riêng em là có 4 áo giữ nhiệt này luôn các chị ơi. 125.000 cho em. 125.000 cho em á, G5. Chị nào lấy G5 mình lên chốt cho em. Bên trong có trần một lớp bông nhẹ các chị này. Bên trong có trần một lớp bông nhẹ cho em nhá. Được chưa ạ? Chị nào lấy G5 thì mình lên đúng mã cho em. 125.000 các chị ạ. 125.000 con áo giữ nhiệt này. Nói chung là mê ly á. Mặc nó sướng mà nó không có cảm giác lùi. Ví dụ như mình mặc mỗi hôm mà mặc con này cảm giác mình thăng hoa mọi người. Đó, cái này mình sẽ lên cho em là G5 cho em nhá. G5 và kèm lấy nguyên cả túi em. Lấy nguyên cả túi ở đây chị. 125.000 cái hàng Quảng Châu cao cấp cho em. Có chị nào hôm trước mua áo, có chị nào hôm trước mua áo giữ nhiệt này nghe em chưa? Quần em là 220 nhưng mà chưa tìm thấy nào bạn. Hôm nay bí lắm thì mới lên đâu các chị luôn. Áo giữ nhiệt em mặc sẽ có hồng, có nâu, có trắng, có đen và có xanh, có 5 màu. 5 màu chủ đạo, 5 màu em bán từ trước đến bây giờ. Được chưa? Chị nào lấy con áo giữ nhiệt này mình chốt là G5 cho em nhá. Đẹp lắm. Con này mặc nó không bị xù đâu. Yên tâm mặc nó sướng nha. Mặc là nhớ đến nhà em luôn. Rồi ok chị. G5 cho em. K8 phải 2 hôm nữa em mới về. Con này mình lên đúng mã cho em là G5 nhá. Rồi chị Thảo Nhi yêu chị một đôi, một nâu, một đen này. Rồi chị Thảo Nhi một nâu, một đen. Quất luôn hai cái à. Đẹp. Thề với các chị là đẹp luôn. T11 em hết hàng rồi. Rồi G5 cho em nha các chị ơi. Kèm số điện thoại cho em phát. Đúng rồi, M100 là bộ đấy. Rồi chị Diễm Phúc với chị một nâu một hồng. Một nâu một hồng này. Cái quan trọng là nó đẳng cấp ở cái chỗ đây. Chị này nhìn cái hàng của em phát cháy hàng. Hôm nay mới dám bán lại đây. Được chưa? 125.000 cho em. Váy đỏ đấy comment là V28. Chị Cherry một đen trắng nu này. Đen trắng nu đây nha. Nu đây, nu hồng rồi. Rồi chị Phương Mít với chị một nâu. Bộ 89 là M100 chị ạ. Rồi chị Tâm Võ chị một hồng. 125.000 cho em thôi. Áo hàng cao cấp nha. Được chưa?
125. Đẹp lắm. Con này mà không đẹp gửi lại hàng cho em là chị Nobita màu trắng này. Ở dạ, 125.000 cho em bằng rất là xinh. 40 cân đến 65 cân giữ ấm cho cơ thể. Chị Mộc Lan màu hồng này. Được chưa? Cái này em đang còn nhiều. Chị nào lấy G5 mình chốt G5 cho em phát 125.000 màu xứng như con TT. Ấm, cái quan trọng là nó ấm, mặc lên nó đẹp bao phê. Em ơi đưa chị cái mẫu này ở trên kệ đi, cái mẫu áo dạ ép đấy. Đây. Chị nào lấy G5 chị mình chốt cho em nhé. Chị Loan Hoàng với chị Nguồn Hồng đơn, đơn ok chị này. Đây em ơi. Đây dạ dài đây. Chị nào lấy G5 mình lên đúng mã cho em nhé. Đẹp. 125.000 cho em G5. Chị nào lấy G5 mình sẽ lên đúng mã cho em là G5 cho em nhé. 125.000. Chất phê như con TT mặc sướng đời. Giá váy đỏ là 195.000 cho em. 125.000 cho em mã G5 nhá. Lên đúng mã hộ em phát. Các chị mà lên sai lệch mã là coi như đi tong luôn ấy. Rồi chị Kiều Trinh cho chị màu đen này. 125.000 cho em lại nhá. Màu xanh cũng đẹp các chị. Này. Trời ơi. Nâu, đen, trắng, xanh. Quần Q26 là 149.000 cho em. Và em khẳng định với mọi người ấy, các chị đi tham khảo là biết mà. Đối với dòng áo giữ nhiệt này hàng đắt thì các chị ra shop mua mới có. Chứ nếu mà còn trên livestream người ta cạnh, bây giờ người ta cạnh tranh kinh khủng lắm các chị. Ai bán cái dòng đẹp này cho mọi người mà có bán hay không thì không bao giờ bán 125.000, được chưa ạ? Con này em nhập vào em lấy nhiều nhá, em lấy nhạc đấy từ năm ngoái đến năm nay đã là 101 là lấy hình như là 115.000 đấy. Đã là 115.000 rồi. Thế bây giờ các chị bảo làm gì ra ngoài người ta bán cho các chị bao tiền? 125.000 như em à? Bán lãi có tí tẹo teo như thế làm sao đủ chi phí đúng không? Được chưa? Mà hàng là hàng đẹp, các chị cứ mua một lần là các chị sẽ biết. Như em là em nghiện là các chị biết cái độ đẹp của nó như nào. Bản thân em bán hàng em mặc lên em còn sướng. Em cũng muốn bán lại nhiều lần, em muốn mặc mấy cái, mấy màu cho nó đủ màu cơ. Đó, màu nào cũng đẹp cho em mặc, nó rất là dễ mặc mà nó không bị xù. Quay máy giặt vô tư không bao giờ cái lớp này nó bị xù nhá. Em mặc mấy cái là em biết mà, bỏ máy giặt vô tư thoải mái cho em, được chưa? Cứ lên đúng mã cho em là G5 nhá. Cái đấy em bán hỉm tôi mọi người thôi, chứ con này hết sạch rồi. K400 là mã nào ta? Em ơi đưa chị cái mã K51 vào đây đi. Rồi, chị nào lấy con này mình chốt là G5 cho em nhá. Ngày em có cái mã lên mã 400 rồi cả. Cho chị áo kaki K51 đi. Xe máu nỉ, bây giờ chỉ áo nỉ hoodie thôi. Đây, lên cho các chị một mã bomber nhá, xả nốt này. Bomber này còn ít. Bomber là K51 cho em nhá. K51 ạ. Đó. Rồi, còn K51 cho em này. Chị nào lấy áo nỉ này mình sẽ lên đúng mã cho là quên áo khoác bomber cho em nhá. 69.000. Nhiều khi bán rẻ không biết là sao luôn các chị. 69.000 cho em, xỉ bằng lẻ cho em nhá. Sẽ có màu của em mặc là màu nâu, màu xám, màu đỏ này, thiếu màu gì em ạ? Thiếu màu đen, đen còn không? Bây giờ còn lấy màu. Màu này mình sẽ chốt cho em là màu này là màu gì? Màu nâu à? Màu ghi. Màu ghi nè. Màu đỏ này. Màu lại màu nâu tiếp này. Rồi lại màu xám này. Ở chưa? Ôi trời ơi. Chị Tâm Nguyễn ơi, em biết rồi nhưng mà sáng mai được không? Bây giờ nhân viên nó nghỉ hết rồi. Bây giờ có ai trực tin nhắn đâu. Chị inbox tin nhắn cho em tí được không? Tại vì bây giờ mấy hôm nay nó cũng nghẽn mà. Nó mấy phải messenger nó đang còn bị lỗi. Inbox sáng mai bên em bảo nhân viên dép sớm cho chị luôn nhá. K51 cho em, 69.000 K51. Chị nào lấy K51 mình lên đúng mã cho em nhá. 69.000 đồng. Từ 40 cân đến 60 cân mình chốt đơn cho em nhá. Vâng ok chị luôn này. K51 cho em, màu này mình sẽ chốt cho em là màu nâu cũng được. Màu ghi, ghi đậm, ghi nhạt, màu nâu, màu hồng. 69.000 đồng. Áo gió bơm bơ nhung nhá. K51 và kèm số điện thoại cho em. 69.000, màu nào cho em rất là tây. Từ 40 cân đến 60-65 cân các chị chốt đơn nhá. Chuẩn bị em sẽ lên cho các chị một mã áo len đèn này. Được chưa? Chị nào lấy K51 mình lên đúng mã cho em là có đơn nhá mọi người ơi. Với giá cho các chị là 69.000 đồng thôi. K51 nha. Siêu rẻ. Một cái áo mà bằng chỉ một cái áo lót các chị mua là áo ngực ở ngoài. Ở chưa? Chị nào lấy K51 mình sẽ lên đúng mã cho là K51 cho em nhá. 69.000. Cái này từ 40 cân đến 60 cân mình chốt đơn cho em nhá. Màu rất là đẹp và rất là tây. K51 và kèm màu cho em. Màu nào cũng đẹp, màu nào cũng tây cho em. Và cái này em bán cho các chị bằng giá xỉ. Xỉ ra cũng là giá này. Nên là bán cho mọi người bằng giá xỉ con này luôn. Được chưa các chị? K51 cho em nha. Hoodie thì em còn một mã này thôi là nhỉ. Cho chị cái mã hoodie đi. K51 cho em nha. Chị nào lấy K51 mình chốt cho em là K51 ạ. Mình nhận áo này rồi đẹp lắm. Em cảm ơn chị Thảo Con. 69.000.
có áo cánh tay, áo cánh tay kiểu, còn rất là nhiều mẫu quần chị, nhưng đợi em một tí. Áo nỉ bây giờ còn hai màu này, Q60 em còn ạ. Đây áo nỉ này cho em. Áo nỉ này từ 40 cân đến 60 cân mình chốt đơn cho em nhé. Áo nỉ này, áo nỉ này các chị là mã mấy em nhỉ? N9. Em đang xả cho mọi người là 119.000. Có màu xanh và có màu nâu. Chị nào lấy N9 mình lên đúng mã cho em nhé. 119.000. Áo hoodie hàng Quảng Châu từ 40 cân đến 60 cân ạ. Chị nào lấy con này mình sẽ chốt cho em cái này là áo N9 cho em nhé. 119.000 áo N9 từ 40 cân đến 60 cân mình chốt đơn. Chị nào lấy N9 mình lên đúng mã cho em là có đơn. Từ 40 cân đến 60 cân mình chốt đơn cho em nhé. Mã số cho em là N9. 119.000 cho em này. Đó. Chị nào lấy N9 màu nào mình chốt cho em màu đấy nha. Để em sang cho các chị cái mã này. N9 em 119.000. Chị nào lấy N9 mình lên đúng mã cho em nhé. Có nâu và có xanh. 119.000 từ 40 cân đến 60-65 cân mình chốt đơn. 119 cho em nhé, mã N9. Áo hoodie em còn mỗi mẫu này thôi. Hoodie thì còn mỗi mẫu này. 119.000. 119.000 cho em nhé. Mã số cho em là N9 á. Ai lấy N9 mình chốt đơn là N9 luôn cho em. N9 thì Tuyên Nguyễn thôi. N ạ. N9 là cái màu cho em. Em ơi móc cho chị cái này đủ màu đi. Hôm nay chị xả nốt con này đi. Con này là L40. Áo phao. Áo phao giúp em là mình còn không nhỉ? Con này mặc đẹp thế. Con này chị ơi chết dở con này rồi. Con này lại toang áo lên này với em rồi. Con L40. Con này từ 40 cân đến 65 cân mình chốt đơn nhá. Con này em có ít. Thôi thì còn mỗi màu 5-6 cái. Em lại xả nốt được các chị luôn. Từ 40 cân đến 60-65 cân mình chốt đơn. Áo này em xả nốt cho mọi người này. Con L40 của em này. Có hồng này, có vàng này. Có màu này là màu xanh này. Màu đỏ này. Màu đen này. 119.000. Mã số cho em là L40. Em không nhá chị. L40 và kèm số cho em. Áo nam em còn mấy mã thôi, ít thôi. L40 và kèm số điện thoại cho em ạ. 119.000 từ 40 cân đến 65 cân mình có đơn. Ba miền, miền nào đều mặc đẹp cho em. Miền Nam, nói chung là miền nào đều mặc ok mã này. Được chưa? Chị nào lấy áo này mình lên đúng mã cho em là L40 cho em. 119.000 đồng đó chị ơi. Từ 40 cân đến 60-65 cân mình chốt đơn cho em ạ. Áo đằng sau comment là G5 cho em. Còn mình lên đúng mã này cho em là L40 ạ. 119.000 dòng len xịn như thế này mà bán 119 cơ chị ạ. Thế không nhầm cho em nhá, 119.000 L40. Được chưa các chị ơi? Em chào chị gấu bắc cực. Rồi, chị nào lấy L40 mình lên đúng mã cho em nhá. 119.000 rất là sang. Rất sang và rất là đẹp luôn cho em này. Đó, 40 cân đến 60-65 cân mình chốt đơn cho em nhá. L40 và kèm màu cho em. Ok chị Thanh Thanh một con này. Các chị nốt cái cầu lên em. Có màu đằng sau cho em nhá. Đây, màu đen còn không? Màu đen cho chị nốt màu đen đây đi. Và các chị nhìn cái chất hộ em với. Chị Thanh Thanh, chị Thảo Thanh một con này. Chị Trịnh Hạnh một con này. Chị Hiền Nguyễn hai cái này. Hôm sau lạnh là đến nhà em luôn nhá. Được chưa các chị? Cho vào móc đi gái. 119.000 cho em thôi. Con áo len này mà bán 119 các chị ơi. Sờ chất nó mướt mượt mượt luôn cho em. Từ 40 cân đến 60-65 cân nhá. Rồi chị Hảo nói chị một hồng này. 119.000 cho em. Từ 40 cân đến 65 cân mình chốt đơn rất đẹp lắm. Móc gỗ em. 119.000 nhá, chất siêu đẹp, siêu co giãn cho em như thế này. 40 cân đến 60-65 cân mình chốt đơn cho em nhá, chất đẹp lắm. Cái này rất là miên man luôn các chị này. Màu đen cho em này. Ôi nói chung là màu nào mặc lên rất là sang và rất là đẹp. Màu nào mặc lên đẹp luôn cho em. 119.000. Từ 40 cân đến 60-65 cân mình chốt đơn. Và các chị nhìn họa tiết mặc nó rất là trẻ. Trẻ ơi là trẻ đúng không? 119. Giờ này em sale rẻ nốt cho mọi người. 119.000 L40. Màu nào cũng đẹp đúng không các chị nhỉ? Màu nào nó cũng xuất sắc ấy. Rồi, xương rồng gai có luôn cho em. Xương rồng gai có luôn. Áo T3 hôm qua em còn không. T3 là cái gì nhỉ? Kiều chuyên một con này. Rồi thì sữa chu mít, một đen một hồng này. Hả? Là em
ra là cái gì? Chị Hồng Trinh có này. Em hết rồi ạ. Em hết áo đấy rồi chị ơi. Quá đẹp luôn. Trời ơi, 119.000. Nhận được hàng cứ phải sướng như con TT cho em nhé. 40 cân đến 66-65 cân. Đó chị này, màu đẹp chưa? Màu hồng đẹp lắm. Chị Hương, Hương Vũ ơi, chị một đỏ này. Cho em xin số nhé. Chị Nguyên đỏ nữa, chị một xanh này. 119.000 cho em. Được chưa? Không thì chắc chắn hôm nay không lên được rồi. Được chưa? Chị nào lấy L40 mình trước là L40 cho em. 119.000, chất đẹp nha. Chất này không đẹp gửi lại cho em. Màu đỏ em còn ít lắm. Ok, chị Nguyên nhìn với chị một đen này. Chị Hương lên một đỏ này. Chị nào lấy màu nào mình chốt cho em màu đấy nha. 119.000. Mà mã áo kiểu nào ít không nhỉ? Ok, chị Nga màu hồng này. Chị Nga màu hồng này. Rồi, chị Nguyễn Đoàn đó, chị màu đỏ này. Màu xanh màu đỏ luôn, ok. Con này là L40 cho em. Nói chung là màu nào mặc lên rất là xinh và rất là đẹp. Được chưa? L40 cho em nhá. 119. K400 rồi cơ à. Lên mãi K400 rồi cơ à. L40. Em ơi, cho chị cái con lên Mickey này đi. Con lên Mickey to đấy. Lên nhung nhà mình còn mỗi màu vàng nhờ. Đúng không? Lên nhung còn mỗi màu vàng à. Lên nhung em còn mỗi màu vàng. Con L34 em còn mỗi màu vàng. Lên nhung này em còn mỗi màu vàng, em tặng nốt nha. Con L34 em còn mỗi màu vàng đấy chị ơi. Lên nhung này còn mỗi màu vàng thôi. Em lại bán nốt cho mọi người này. Cho chị ở đây con len nhung này còn nhiều không em? Ước chừng với chị còn bao nhiêu con len nhung này? Hả? Con len nhung này em là xin phép bán nốt cho mọi người. Tại vì nó còn mỗi màu vàng. Ở chứ ạ? Con L34 và em xin phép kỷ niệm nốt. Còn mỗi màu vàng. Từ 40 cân đến 65 cân mình chốt đơn. Em bán cho các chị giá này. Con L34 em xin phép kỷ niệm nốt. Hôm trước chị bán bao tiền nhỉ? Lần hôm trước xe giá chị bán bao tiền? Hình như là 139.000. Thôi bây giờ em sale nốt cho mọi người con len nhung này đi. Con L34 nhá, không biết là 139 hay 149 em xả nốt cho mọi người. 100. Đúng rồi. Con này có ít nha. Chị nào lấy nhanh thì mình phải chốt nhanh cho em. Được chưa? Ô, có cả một cái. Vá mày. Đây, hai cái của chị đây. 129.000 cho em. 129.000. Con L34 cho em với. Trời ơi, có cả một kem các bác ạ. Thế mà nó lại dám lừa em là còn mỗi màu vàng. 129.000 con L34 cho em lại luôn đi. 129 ạ. 129. Còn ít một kem nữa chị. Màu vàng còn đấy rồi em. Màu vàng vẫn còn là một kem hết rồi ạ. Ok, em chốt màu vàng trước nha. 129.000 đồng cho em. Chị Bích Trương màu vàng này. Chị nào lấy vàng mình chốt vàng cho em. Chị Hoa lên màu vàng rồi thì được, ok. Chị Hoa lên màu vàng cho em này. 129.000 áo len nhung ở ngoài. Không bao giờ mua dưới 300.000. Được chưa các chị? Len chuẩn len đẹp nhá. Chị Thảo Nghi cho chị một vàng này. Chị Lợi một kem này. Chị Lợi một kem này. Chị Loan Bùi cho chị một vàng này. À, chị Hoan Bùi này. Chị Hiền Nguyễn nhìn cho chị màu nó rét cả mắt rồi. Không đấy chị Nga. Một con L34 có số chị. Rồi L34 cho em nhá mọi người. Chị Lê Thu Hương có. Chị Ngọc Chi có luôn cho em này. 129.000 cho em là ok chưa? Chị Hồ Yến Di màu vàng, chị Ngọc Chi Bi có này. Rồi L34 cho em chị Ngọc Ánh một con, lấy màu gì đăng ký cho em luôn nhá, không hết hàng đấy. Ở dạ, chị Lê Dung ơi chị một kem. 129.000 con len nhung này cho em. Hôm trước bán 150.000 đang kinh khủng lắm rồi. Khách hàng nhận hàng còn em ơi rẻ thế, bây giờ bán 129.000. Trời ơi. Rồi chị Ngọc Diệp ơi chị một con len này. Nhung này. Chị Vũ Thơm cho chị một vàng một kem nha em. Ok chị gái. Rồi chị qua anh cho chị một vàng. Còn vàng không em? Con này là hết đấy. Con này còn từ đây là hết nha. Ừ còn vàng không? Chị Hoa Hoa vứt lên đây chị với. Chị Hoa Hoa một vàng này. Hết kem bây giờ còn hai con kem thì thôi. Không đọc tên nhá. Chị nào lấy vàng em mới đọc thôi. Còn hai con kem. Còn từ đây là hết à em? Còn từ đây. Chết dở rồi. Chết giờ thôi không đọc nữa nha mọi người. Đọc cho các chị có khí thế để mình chốt. L34 hộ em là đi em lỗ tẹt vố rồi đấy. 129.000. Trời ơi.
Quá mê ly cuộc đời. 129.000 một em như thế này. Ở dạ, L34 nhá. Chị nào lấy L34 mình chốt hộ em. Được chưa các chị ơi? Đúng rồi, L34 cho em và nhớ cho em xin một lúc chia sẻ livestream. Đẹp đúng không? Quá đẹp. Chứ đừng nói là đẹp mà là quá đẹp. Được chưa? Nhìn cái màu cho em này. Ôi sao mà nó đẹp lên hình con cá ngựa này. Hôm nay chị EC có luôn chị Nguyễn Liên này, chị Thảo Nguyên một vàng này, rồi chị Hồ Thủy một vàng, bây giờ em còn vàng. Chị nào lấy vàng em chốt đơn nhá. 129.000, sorry mọi người, 129.000 cho em những sữa chu mít này. Đây bây giờ còn 6 cái em mặc nữa là 6. Còn 6 cái là 6 chị vòng sau. Được chưa ạ? 129.000 chị gái ơi, lên nhung đấy. Mặc nữa như không phải là len nhung nó mới đẳng cấp nha mọi người. Mặc là như không mặc. Ví dụ như các chị mặc len nhung nhưng mình tưởng tượng mình không phải mặc con len nhung mà mình đang mặc một cái chiếc áo phông, cái đấy mới là đỉnh. Tại vì len của nó không có dày. Mặc nó cảm giác nó rất là thoải mái nha mọi người. L34 cho em phát. Tại vì nhà em có rất nhiều mã len nhung, mọi người phải lên đúng mã, cái quan trọng là lên đúng mã và cho đúng số. Cho số chỉ cần cho một lần thôi nha mọi người. L34 cho em là ok, 129.000. Còn những chị vào sau em cũng không đọc tên, sợ là hết nha mọi người. À, chiều chị nhận được cái áo phao với cái quần legging mà mặc sướng, sở chất sướng, mặc mà mê. Giá này rẻ, cảm ơn shop nhiều lắm. Ui, em cảm ơn chị Nguyễn Nga rất là nhiều. Con này mình lên đúng mã cho là L34 ạ. Rồi chị Nguyễn Anh em hết kem rồi, mình ơi chuyển sang màu vàng giúp em nhá. Chị nào lấy màu vàng thì còn được. Chị nào cái này có hai màu em ạ. Cái màu này lại na ná với cái quần kia rồi. Rồi cái mã này để mai. L34 cho em mọi người nhá, 129.000. Còn 5 chị vào sau. Chị nào lên đúng mã em có đơn nhá. Thôi xin phép còn mấy cái không đặt. Con áo này rẻ không nhờ? Con áo này hình như... Rồi ôi, thôi chết rồi. Con áo này các chị này. Con áo này tôi toang rồi. Toang rồi ông giáo à. Chết rồi, con lên này là chết rồi các chị ơi. Sao rồi, nhanh khẩn cấp cho em nha. À, lần này... chị sale nốt con K21 đi. Đây. Thôi xong rồi lượm ơi các chị ơi. Thôi chết rồi con này. Con này là toang với em rồi này. Con này là các chị lại toang với em. Cái con hàng xuất dư mà em vừa săn giá sale này. Con này phải chốt gấp là con L9 của em nha. Không hết hàng đấy. L9. À. Ôi sầu với chất này. Nghe giá này, sốc này. Ở ra. Không, bao móc cho chị với Hồng ơi. Con này mình sẽ lên cho em mã là gì? L9 nhỉ. Em xuống em kiểm xem con này màu gì nhiều với chị phát. Không, con này thế là hết hàng. Ừ. Con L9 nhỉ. Đây con Mickey theo nổi cho em với. Con này khác con kia nhá mọi người. Em bán cho mọi người này. Nghe giá là chết luôn. 99.000. Được chưa? Có màu cam, màu tím, màu đen, màu hồng. 99.000 đồng cho em. Mã là gì ạ? L9. 99.000 cho em, mã L9 cho em. Từ 40 cân đến 60-65 cân mình chốt đơn cho em con này nhá. Con này có ít và các chị nhìn hàng cho em này. Chị nào lấy L9 mình lên đúng mã cho em nhá. 99.000 một con áo len đẹp như thế này. Rồi ok. Chị nào lấy L9 thì lên đúng mã cho em và cái hàng của nó là cái hàng đẹp như thế này. Cái này là em săn được giá sale từ bên hãng. Chứ dòng này về tính ra tiền Việt Nam đã là rơi vào 140. Hôm trước bán 149 hay là 159 này thì không nhớ lắm. Bây giờ em xả nốt cho mọi người 99.000. 99.000. 100.000 đi, gói cho 100.000 đi. 100k mua được con áo len hãng. Nhưng con này em mua được giá sale thì nó chỉ mới được giá này. Áo cổ 3 phân đấy comment cho em là G5 nhá, 125.000. Rồi chị Thảo Nhi cho chị một L9 này. Còn bỏ em lên hai mã rồi. Chị nào lấy L9 mình chốt rồi em phát sinh đúng không? Mình cứ xem đi, hôm sau đến mùa lạnh ủng hộ em là ok nha các chị nhá. Rồi cho chị Thảo Thanh hai màu luôn. Hai màu gì ngẫu nhiên là chị? Chị Thảo Thanh ơi, hai màu ngẫu nhiên là bác. Chị Hàng Cần ơi, Hàng Cần cho chị một đen này. L9 cho em áo mua này. Mua được giá sale của hãng 99.000. Mickey to hơn nha mọi người. Có tím này, có hồng cho em này. Có hồng cho em, có đen này. Có đen các chị này, có tím này. Mua cho mẹ một cái màu tím, các chị một cái màu khác biệt. Đó, hai mẹ con mặc đôi. Rất là ok, 100.000 một con áo len. Nó len mịn cho em nhá, len mịn nhá. Ok, chị Bích Linh cho em xin số đi.
chị Bích Liên một cái này, chị Minh Nguyệt đưa chị hai màu này, tím và đen này, chị Nguyễn Anh đưa chị một tím này, chị Lê Hạnh một tím này. Một bao nhiêu tiền ạ? À? Mua cho bà, mua cho mẹ, mua cho bác một cái, các chị không phải tiết tiền hết con này cho em, được chưa? Chị Thoa cũng đưa chị một đen này, không biết là bây giờ lên mã gì nữa các chị cơ. L9 em nhá, chị Chu Chu một tím một đen này. Màu nào cũng đẹp. Chị Thảo Thanh cho chị một nâu tím hồng này. Ok. Hồng à đây, hồng đây. Hồng và tím này. Chị Kiều Trinh cho chị một đen này. Chị Tâm Võ cho chị một tím này. Rồi chị Thương Dung cho chị một màu cam và màu hồng. Ok. Hai màu luôn. Rồi chị Dung Trần cho chị một tím. Cổ bó phân đồ nam cho em ạ. Chị Lê một cái này. Rồi chạm mã L9 em, màu hồng đây. Màu hồng em đang cầm cho các chị đây. Có thể là cái màu hồng này. Nói chung màu hồng cũng có thể là cái màu hồng này cho em nhá. Đây các chị. Nó có hai hồng cơ nhỉ. Thế cái gì phải gọi là cái màu, màu tím nhạt chứ ta nhỉ? Màu tím, có màu tím không? Có tím. 99.000. Có nó xem nhau à. Ừ, thôi màu hồng ấy đi. Dạ vâng, các chị đặt màu. Lấy được mỗi một màu bảo người ta đặt màu hồng nhạt, màu hồng tím. Đúng rồi. Đời dạ L9 em nhé mọi người. L9 ạ, à. Rồi chị Hoa Hoa cho chị hai màu luôn à. Rồi, cho chị thêm màu ở đây gái. L9, hết à? What the? Hồng nhạt, hồng tím. Hôm trước mày kêu tao ra đó. L9. Con này còn đấy, còn đủ màu đấy. Nhiều lắm. Con này còn nhiều mà nhờ. Nhiều lắm. Mấy màu này còn nhiều đúng không? Còn nhiều nhưng mà làm mấy màu rồi. L9 cho em rồi. Cam, tím, trắng, đen, hồng. Cam, tím. Đúng rồi, màu tôi mặc là màu cam. Màu đen, màu tím. Mua lấy 2 cái giá trị 200.000. 2 cái áo len. Áo len hãng cho em, không phải áo len bình thường mà áo len hãng nha mọi người. Rất đẹp lắm. Này, cho chị con cam kia chị xả nốt để cho nó gọn nhà ra. L9 cho em nha. Mà à quên L9 nữa. Chị nào lấy L9 đi. Em mà bảo hết rồi. Con này nó dối này. Theo hôm mai bọn em nhầm nha. Có một con Mickey khi to và một con Mickey bé. Theo nhầm. L9 cho em chị ơi. Trời ơi chị Bích Liên một hồng. 99.000 cho em lại nhá. Thôi chị Hồng Trinh một cam à. Cam hết chưa em? Ủa thế sao ta đi mặc màu hồng đi. Không là hết. Hai lên trên kho lấy thêm màu cam nhá con. Lấy thêm màu cam màu đen đi. Cam đen trắng này. Trắng cũng hết rồi này. Chị Hồng Trinh màu cam này. Em mới mặc cam xong. Ok chị Bích Liên màu em mặc là hồng đấy. À đâu, màu hồng nha. Màu này là hồng đi. Chị Bích Liên màu hồng này. Hà này em mua được giá sale của hãng mà. Đẹp lắm. Cứ chốt màu này đi. Tím này. Đen này, có cả cam. À thôi cứ đưa cái cam lên chị làm mẫu đi. Kiểu gì cũng có cam. Có cả trắng nữa này. Lần sau mà các mẹ không lấy cho con đủ màu là các mẹ chết với con nha. Còn lại dư màu trắng để lại. 99.000 cho em, đẹp quá các chị ơi. E11 còn mỗi màu đỏ. Này, còn Jimbo em còn nhiều. Đây, trắng cho em này, quá đẹp. Chết dở rồi. Quá đẹp các chị gái ơi. 99.000 đồng cho em nhá. Con nốt chỗ đây rồi. L9, chị nào lấy L9 thì lên đúng mã cho em. Con này có ít nha. Nhìn hàng này. Nhìn hàng là đón luôn. Đó. Áo. À. Chị nào lấy L9 thì chốt là L9 cho em nhá. Rồi à quên L9 đúng không? L9 cho em này. Chị Đỗ Nhung cho chị một L9 màu cam này. Bây giờ có cam này. Có trắng này. Có tím này. Có hồng này. Nói chung là màu nào cũng đẹp. Đúng chưa ạ? 99.000 cho em mã L9 nha. 40 cân đến 60 cân. Đây là màu hồng này. Màu rất là tây. Không, em không về E11 màu khác đâu. Hàng sale mà. Cái đấy mua được từ hàng sale bên Trung Quốc thôi. Bây giờ làm gì đâu. Trắng này. Tím này em cũng đẹp. Đó, màu tím cũng đẹp nha. Mua cho mẹ một cái. Màu này là màu cam. Màu này mình sẽ chốt thêm là màu đen. Màu đen cho em này. Được chưa? Màu nào cho em cũng xinh, màu nào cũng đẹp. Rồi, chị Anh Đỗ một cái này. 99.000 cho em rồi. Chị David cho chị một đen. Một đen, một nâu á. Đen nâu tím.
Em mới lót được hai màu là đen và tím. Rồi, cho chị tạo danh ba cái cam đen cam tím đủ màu. Ok, 99.000 cho em nhá, 99.000. Rồi, cho chị Minh một con màu trắng này. Cái này mua được giá sale của hãng thôi, chứ chị em mình phải chốt cơ hội để mua hàng cái nào cũng đẹp như này. Rồi, chị Hoài Như cũng chốt chị Hoài Như lời chín đi. Đầy đủ màu hết cho em nhá, 99.000 đồng. Màu nào cũng đẹp, xịn sò lắm. 99.000 cho em, 40 cân đến 65 cân thêu. Len của nó là len ép nhá, len của nó là len ép cho em nhá. Màu tím hết chị này, em mặc xong màu tím cho mọi người xem. Màu tím cũng đẹp, màu nào cũng đẹp. Không xem cái bộ N17 ấy, nó bị đang còn bị âm màu gì à, hết đang còn màu gì để chị bán. L9 ạ, chị e sao chị một cái. Không còn đâu, ok chị Nguyễn Trung một cái L9. 99.000 cho em, ai bảo màu tím đẹp. Quá đẹp với chị Lị, sợ không có hàng để bán cho mọi người. Nói chung màu nào cũng đẹp, mà bán 100.000 một cái thì quá rẻ. Nhìn không mù em hết. Chất liệu chi dứa em. Chất liệu là len đấy chị. Len quần em mới len xong. Rồi chị nào lấy L9 mình chốt đâu em nhá. Len ép. Len hàng công, không phải là hàng công ty may của mình đâu. Len ở bên tàu. Em mua được giá sale mọi người ạ. À, nhìn kỹ cho em con len phát này. Đó, con len nó mềm như thế này, bán 100.000 một con áo len. Chất len đẹp, cứ về mua cho mẹ chồng, mẹ đẻ kiểu gì các bác cũng khen. Các chị cứ yên tâm nhá, len nó mịn mặc nó không bị ngứa. Được chưa? Rồi em qua mẫu nha. Cho chị cái cardigan này, chị xả nốt đi. Cardigan màu nâu đấy. Rồi chị len đúng mã hay là có đơn nhé mọi người nha. Ok chưa? Rồi, à, cho chị con áo mày bóc cái túi vào lên. Mệt luôn đấy. Nhẹ nhàng. Con cardigan này hôm nay là xả nốt, được chưa ạ? Chị nào vui hoan hỉ mình sẽ chốt. Mã số cho em là mấy đây con ơi? À đây. L73. L73 này. Em lại xả cho các chị luôn con áo cardigan hàng hãng này, màu nâu nhá. L73. L73. Em lại xả nốt cho mọi người con áo len này. 129.000. Đó. Cardigan màu nâu em mix cho các chị xem. Nó không đơn giản là một con cardigan mà nó có thể mặc thành áo len. Áo khoác cho em đều ok nha. Con này len đúng mã cho em là gì? Mã gì em? L73. L73 cho em nhá. 129.000 là đã sale đấy. Vừa bán vừa sale mọi người. L73. Nó không đơn giản là mình mặc một chiếc áo len mà mình thích mặc gì, mình phối như nào. Có thể mặc chân váy cho em cũng xinh, mặc quần da cũng đẹp, mặc phanh ngực cho em cũng đẹp. Mặc cho em một con áo bra ở bên trong cũng xinh, nói chung mặc kiểu gì cũng đẹp. Mặc một chiếc áo len tăm mà mình khoác áo cardigan này cũng đẹp nhá. Cái này là quy thật cho em. Được chưa? Cúc mở luôn cho em. Mã số cho em là L73, em bán cho mọi người 129.000 là em sale. Sale nốt 129.000 nhá. Đẹp chưa? Quá đẹp luôn, thích hở. Thích hở thì tùy hở, thích kín thì tùy kín, được chưa? Tùy mình luôn. Mã này mình cứ lên đúng mã này cho em là L73 nhá. 129.000. L73. Chị nào lấy L73 mình cứ lên đúng mã này là có đơn, con này còn ít. Không chị ạ, nó có mỗi màu này. Có mỗi màu tây năm nay hot trend mà. Màu tây rất là hot, xịn sò luôn đấy. Chị nào lấy L73 mình cứ chốt là L73 cho em nhé. 129.000. 40 cân đến 60-65 cân mình chốt đơn. Chất rất là đẹp luôn cho em. Màu đẹp, form đẹp, dáng đẹp, chất đẹp, được chưa ạ? Rồi chị Thảo Trần một con L73 này. Cái con áo dạng màu hồng này còn hàng không em? Trên máy còn hàng không? Chị Tố Lan lên một con này. Con áo lên hãng bán 129.000. Thích hở thì mình thôi chết rồi em ơi. Con này là con cổ tròn. Vứt lại đây cho chị với. Bốc giờ con cổ tròn đi. Không, con dưới ở đang còn. Còn đây con này là cổ tròn. Đây có cả cái một cái mẫu nữa chị.
Đây con đấy là M17 đúng không em? M17 còn không? Trên máy còn không? Không. Còn chắc là còn một kem thôi. Hay là còn cả hai màu. Đây. Con này các chị lên cho em nhé. Cái mã này mới là L73 này. Mã kia là mã khác em mọi người. L73 cho em đi. Hồng chạy đến nhà cho em cái mã đấy là mã gì em? Ở cuối ấy. L73 cho em nhé. Chị nào lấy L73 mình lên đúng mã cho em này. L73 cho em 129.000. Áo hàng hãng đẹp lắm. L73 129. Chị nào lấy L73 mình chốt cho em nhá. 129.000. L73 và kèm số cho em. 129.000 L73 nhá. Con này có ít. Bên kia em, ở bên kia đấy. Cúi rãi, chỗ khoác lên đắt đấy. Chị nào lấy L73 mình chốt là L73 cho em nhá. 129.000. Áo có luôn tem này. Thôi đánh cho em một mã cũng được. Mai chị nào mà thích L73 mẫu kia, đúng rồi, em đang bị trùng mẫu rồi này. Ví dụ ngày mai mình thích L73 cho em màu này cũng được. Mà L73 các chị thích cổ tròn cũng ok. Áo em họ tiết gò C chị ạ. Gò C à? Vâng. Mẫu kia công là mã mới đi. Có nhiều không em? Đến với anh công thêm mấy cái. Con này mình lộ chốt là L73. Để tí nữa em lên lại mã khoác kia là mã khác nha. Rồi chị Phạm Thanh L73 cho em này. 129.000 áo lên hãng ấy, đẹp lắm. Màu nó rất là tây, mặc cho một cái quần nhung ấy. Rất là sang. Đó. Nam cô Teo Hoàng lâu lắm mới thấy chị gái luôn. 129.000 cho em nhé. Áo len có đầy đủ mặt mát này. Tem mã vạch này. Có logo này. Đó, không có màu khác chị ơi. Only một màu này cho em. Duy nhất một màu. Duy nhất một màu. Duy nhất một màu. Cái này là S24 cho em 129.000. Còn mình lên đúng mã này cho em là L73 và kèm số điện thoại cho em. Các chị nha. Các chị xinh gái nha. Được chưa ạ? Các chị xinh gái nhé. Ok, chị Thi Lê con L73 bó riêng em nhé. Để riêng vài ra vài con vào cho chị con M17 đi. Em lên M17 cho các chị này. Hai màu cho em là màu kem và màu nâu. À, màu kem và màu hồng. Áo dạ manto nhá. 219.000 mã M17. Cái đấy em hết rồi. M17 cho em các chị ơi, áo dạ như thế này. Các chị cứ mua cho mẹ mình ấy. Các chị cứ mua cho các cô khoảng độ cho em là cứ phải gọi là chơi cái hàng đắt tiền cơ. Cứ phải triệu mấy. Thôi sao hôm nay không lên phông ở đâu chị. Con này mình sẽ lên cho em là gì? M17 cho em nhá. M17 cho em giá có 219.000 con áo dạng này. Mà nó đẹp các chị ơi. Hai tông màu, màu cho em là màu muối tiêu, màu kem đi. Và màu này là màu hồng. Nó ấm từ bên trong, nó ấm ra bên ngoài. Đó. Chị nào lấy M17 mình chốt cho em nhá. Cho chị mấy con áo lên cam đi. Em lại cho mấy cái hàng đấy xuống. Đưa đưa cả rồi chị. Xuống dưới cái kệ kia cho chị nha. Xuống dưới sổ cũ ấy. Lấy ở đâu xem sổ cũ chị. Không, quần da em không. À, áo da em không. Đấy, chị nào lấy M17 mình chốt cho em. Còn mấy con này em sale nốt cho mọi người nhá. Thôi thì chị em mình sale luôn. Đấy, cái đó em bỏ túi. Cái đấy em đem ra bảo anh dán tem không. Có mấy cái đấy. Em có kiểu nhưng mà hôm nay nó không lên. Con này có mấy con màu cam nhá. Em lại bán tặng nốt các chị được không? Chơi lớn tặng nốt cuối buổi này. Con này các chị sẽ lên cho em là mã này. Con này hôm trước là gì em nhỉ? L35 đúng không? Cái con màu cam lên. L34 chắc chắn chưa? L34. Em vừa bán em vừa tặng cho mọi người luôn. 115.000. 115.000 đi. L34 cho em và kèm số cho em nhé. 115.000 L34 và kèm số điện thoại cho em. Công xem có một mã quần bò nào còn 10G không. Cái mã này là nó có hai màu đấy. Màu đậm và màu nhạt. Mã này còn nhiều để mai bán đi. Mã nào mà còn 10G á. Áo em mặc 119.000. M17 là áo dạ vét. Áo em mặc là 129.000 chứ. Mã L73. Chị nào lấy con này mình chốt cho em này là L34 115.000. Eo nó đẹp lắm mọi người. Nó đẹp dã man. Đẹp gọi là trên mức đẹp luôn. Là cái mức quá đẹp và rất rất là đẹp. Sờ và nó mịn và cái màu cam nó hot nha. Màu cam đừng bảo không đẹp. Em sợ em mặc là hết hàng, không có hàng.
Hôm trước mẫu này 200 cái cũng đi đứt. Từ khách xỉ đến khách lẻ chị nào cũng chốt mấy con liền. Áo dạ cho em là 219.000. Mã số cho em là M. À cho chị một con áo kiểu thay đổi nhỉ. Con áo kiểu mới hôm nay đấy. Con bèo bèo tơ kìa. Con này mình sẽ lên đúng mã cho em là L34 giúp em 100. Đó đúng rồi. 100 bao nhiêu ạ? 115.000 là em chia nốt nhá. Ok, chị Trang Nguyễn một con này. Chị Lê Phượng một con này. Rồi, chị Sushi Trần một con này. Rồi ok. Con này còn ít nhá. 115.000, đẹp lắm. Còn có mấy con là hết thôi. Còn chị nào không nhanh là hết nha. Em mặc màu cam với chị xem này. À ok, em khóc 17 nhá. Chị Hà Lê make up này. Ok, chị Diễm Phúc một con luôn cho em này. Còn 4 con nữa là hết. Thế là không có hàng đâu. 115.000 là em xả nốt. Chị Trịnh Hạnh một con luôn cho em. Rồi dạ, con này còn 2-3 con là hết nha. Chị Nhon Nhon một con ok này. L34. Cho chị con áo kiểu đấy. Đây, con này khoác đẹp mà. Con này các chị xem. Hôm nay có môi trường đến học cùng em á. Thế là nhận ra em bảo chị hôm qua mới đặt kéo dạng nhà mày xong. Hôm nay đi học thấy luôn. Ê chị ơi, đẹp chưa? Em ơi đẹp quá các chị này. Xinh nhở? Trời ơi, 219.000 một con áo dạng. Em đẹp quá, cái chất ở ngoài. Trời ơi, nó ấm như ấm bên ly mọi người. Đó. Rồi con này cho chị xin mã luôn em, con áo kiểu bèo này đi. Con này có mấy con? Đây áo dạ đúng không ạ? Xinh gái không các chị? Em mặc cái này có xinh không? À dạ. M17 cho em sẽ có kem và sẽ có hồng không bể nữa. Cái tay của nó nhé, eo ơi, nó đã hai lớp rồi. Cái này nó còn trần lì cho các chị này. Cái này nó còn là dạng lì nha. Sờ vào nó chất da lộn nha, chất đẹp nha. 219.000. Mã số là gì? M17 cho em, đẹp chưa? Đẹp chưa các chị? Các chị tưởng tượng xem nó có đẹp không? Em mặc cái này có đẹp không? Mặc đơn giản như này thôi. Cần gì mặc cầu kỳ. Quần bò mặc cũng đẹp đó. Mặc trong em áo đen nó khoác cái này đi bóp dài cho em. Mình cho phong cách đơn giản nhẹ nhàng thì chị em mình cứ thế mình làm thôi đúng không? M17 cho em nhá. 219.000 đồng M17. Rồi em lên một con áo kiểu cho nó thay đổi bầu không khí đang trầm lắng đó chị nhỉ. Con áo kiểu sân sân này. Con áo này chị nào tuyết bánh bèo thì mình chốt nha. H62. Chị nào lấy H62 mình chốt là H62 cho em nhé. Có chục con nữa à? Thôi em bán cho em mọi người 115.000 đi. H62. Chị nào lấy H62 mình chốt là H62 cho em 115. 115.000 cho em nhé. Cái tip này thuộc cái dạng là baby 60 cân vẫn vừa. Áo khoác đấy có một size chị. Con này mình lên luôn cho em là H62 xinh chưa? 115.000 cho em nhá. Mặc cái này kiểu như mình sương sương ấy. Sương sương nhẹ nhàng đẹp như này thôi. Được chưa? H62 cho em 115.000. Đẹp chưa các chị? Con này duy nhất mã này là các chị 60 cân vừa đấy. Còn những mã khác không vừa đâu nha. Duy nhất mã này các chị 60 cân vừa. Còn các chị mà mua áo kiểu như em thì không có size 60 cân. Cho chị cái mũ lông kia đi. Xinh quá. 60 cân vừa. Đây, mũ dạ đây. 60 cân vừa cho em nhá. Thắt nơ bèo như thế nào tùy mình cho em. 115.000. Thấy chưa? Đó. Rồi chị nào lấy H62 mình cứ lên mã đúng cho em là H62 cho em nhé. H62 và kèm số cho em. Chưa? H62 và kèm số điện thoại cho em nhé. Rồi đi ngủ trước đi em. Không mai không dậy được. Hôm nay tập luyện đến đây thôi. Hôm sau còn dài. Đi ngủ trước đi. Mã này mình lên đúng mã cho em là H62 cho em. Được chưa các chị? H62 là em mặc xinh chưa? 115.000, đẹp. Nó kiểu theo cái kiểu đẹp của nó là cái kiểu mà rất là đẹp đấy. Đúng không? Điệu mà xinh. Em mua thắt nơ thôi chết rồi. Nhiều khi bán hàng các chị phải dạy là em cách thắt nơ ấy. Mũ em các chị comment là mũ lông nhá. 59.000 cái. Đội nó ấm lắm. Rất ấm nhưng mà cái này xả tóc đội nó đẹp hơn. Đội cái này giống như đội đi đồng ấy. Rồi. Con này mình sẽ lên đúng mã cho em nhá. Áo em mặc là H62. Mũ của chị comment là dạ lông 59.000. Rồi lên mã quần bò này có mấy gì thôi. Quần bò này em có mấy gì nha. Trời ơi. Không.
Quần bò ni là quần giống như quần bò ni rồi. Này. Quần bò ni nhiều mà. Giống nhau rồi. Chị nào lấy áo thì mình có comment là H42 cho em. À H62. Áo là H62. Mũ là comment là mũ lông cho em 59.000, mũ là 59.000 cho em nhé. Mũ là 59.000. Đó, mũ rất là xinh. Xinh và đẹp luôn cho em nhá. Chị nào lấy mũ comment là mũ lông. Và chị nào lấy áo thì comment là H62 cho em. Được chưa? Không, còn bỏ ống rộng thì em không có. Bây giờ lên tiếp tục cái gì đây? Lên tiếp tục cái gì đấy gái ơi? À cho chị cái mã áo nỉ trắng đi. Áo nỉ trắng mà chưa hết hả Lan? Đây là cái nỉ trắng đang treo á. Áo dạng là 219.000 cho em nhá. Còn không? Rất nhiều. Áo có một màu thôi chị. Con này còn nhiều không? Mã gì em? Mã là gì công ơi? 59.000 nhá. Úi giời. N34 59.000 cho em mã N34. Chị nào lấy N34 mình lên đúng mã cho em nhá. 40 cân đến 60 cân chốt đơn N34 59.000. Áo nỉ cổ tròn 59.000 mã N34. Chị nào lấy N34 mình sẽ chốt là N34 cho em nhá. 59.000. 59.000 đồng cho em mã N34. Từ 40 cân đến 60 cân mình chốt đơn. Ai lấy N34 mình lên đúng mã cho em nhá. Khoác bông bơ em mới lên xong. 59.000 mã N34. Lên đúng mã cho em là N34 cho em là có đơn 59.000 lần ơi. Xem mấy áo cổ xích các thứ ở dưới đây còn ít này. Nhưng mà chị liếc thấy đang còn ít này. Đem vào đây thì chị còn ít thì lên nốt cuối buổi rồi. N34 cho em nhá. 59.000 con áo nỉ hoodie này. Từ 40 cân đến 60 cân khách hàng chốt đơn. Giá rất là rẻ 59.000. Áo nỉ hàng Quảng Châu cho em. Trắng nhá, thời một thời nó hot đúng không các chị? Một thời nó hot cái hình thế giới ấy. Nó có bài gì? Nó hot cái hình này nè. 59.000 cho em. Áo đằng sau em lên hết cả rồi. Ở dạ áo dạ có comment là M17 cho em. Được chưa? Mình có comment đúng mã này cho em là N34. Giá rất là rẻ và chất của nó rất là ấm rồi. Cái này nếu mà chị nào mua được trước là mình biết. À đó chị có con sáo bò nhờ, còn ít không? Còn không? N34 cho em ạ. Quần bò đấy em chưa lên tại vì nó có nhiều, nó chưa hết. Còn đấy có nhiều mà. Lên đúng mã cho là N34 đấy. Mấy con nguyên cục xích lọ ấy. Trừ cái con tên mặc chị mặc đầu lan là được. Con này mình lên đúng mã này cho em là gì các chị ơi? N34 cho em 59.000. Từ 40 cân đến 60 cân mình chốt đơn cho em. Duy nhất một màu ấy chị ơi. Con này em có duy nhất một màu thôi. Áo em mặc là H62 115.000. Con này mình lên đúng mã cho là N34. Chất nỉ bông nhá. Không phải hàng may, cái này là hàng Quảng Châu cho em. Hàng may chất nó sồm sồm ấy. Chứ chất này nó rất là mềm, rất là mịn. Ở trạng 59.000 cho em nhá. N34. Từ 40 cân đến 60 cân mình chốt đơn. Ở trạng chị nào lấy N34 mình chốt là N34 cho em 59.000. Còn một màu đậm à? Rồi lên mã này may quá, áo bò này vẫn còn cho mọi người. Mã này mình sẽ lên đúng mã cho em là xả 45. 45.000 cho em nhá. Xả 45, 45.000. Từ 40 cân đến 60 cân các chị chốt đơn. Có chị nào nhận được con áo bò 45.000 nhà em chưa? Được chưa? Mã này mình sẽ lên đúng mã cho em là xả 45, 45.000. Em sẽ có cho các chị là màu bò đậm và màu bò nhạt. Có bò đậm và bò nhạt cho em, được chưa? Mình lên đúng mã cho em là gì? Xả 45, 45.000. Từ 40 cân đến khoảng độ các chị dưới 55, 56 cân. Chất bò chưa là nó sẽ rất là nhăn. Nhưng mà khi mình về mình giặt đi, mình phủi, mình giặt, mình ủi các thứ là nó rất là phẳng phiu cho em nhé. Lên đúng mã cho em là xả 45, 45.000. Có bò đậm và có bò nhạt. Từ 40 cân đến 60 cân các chị gái chốt đơn đây. Mai chỉ mặc đồ lan đi cô. Mai cái đấy mặc với quần bò đi. Mã số cho em là xả 45 nhá. Nhiều chị nhận con này nhà em xinh lắm này. Cổ lên cho em rất là xinh. 45.000. 45.000 nha các chị ơi. Lên đúng mã cho em là xả 45 cho em là ok. Cái này từ 40 cân đến 60 cân mình chốt đơn nhá. 45k. Rất đẹp lắm. Rất là đẹp luôn cho em á. Màu đẹp, form đẹp, dáng đẹp, chất bỏ mặc lên rất là xinh. Giá thành rất là rẻ luôn, 45.000, được chưa? Cứ lên đúng mã cho em là xả 45 cho em nhá. Được chưa? 45.000 đồng cho em một con áo bò.
Thứ nhất là ấm, thứ hai là đẹp, có đậm, có nhạt. Chị nào lấy màu nào mình cứ lên đúng mã cho là có đơn. 45.000 cho em nhá. Ok, chị Nguyên Phạm một con này, chị Kim, chị Liên Liên một con luôn. 45.000. Không, em hết rồi chị gái ơi, con này em hết rồi mà. Đồ chị Ngọc Hà một con luôn. Áo em mặc là H62, có duy nhất một màu. Rồi chạy, chị nào mà lấy con này mình cứ lên cho em là xả 45. 45.000. Hôm trước có nhiều chị em bị sót đơn ấy, tại vì là bỏ hết hàng. Ok, chị Trang Nguyễn có luôn cho em 45.000 ấy chị ơi, không nghe nhầm đâu. 40 cân đến 60 cân mình chốt đơn này. Màu cho em là màu bò nhạt. Màu này mình chốt là bò đậm. 45.000 một chiếc. Đó. Manto hai lớp. Vải manto dáng ngắn hai lớp mà kiểu giống cái áo khoác bò không. Em hết rồi. Con này mình lên đúng mã cho em nhá. Hát. Gì nhỉ? À xả 45.000 thôi. 45.000 đồng cho em. Áo này còn nhiều không em? Con này mỗi màu bao nhiêu? Chắc mỗi màu được 10 đúng không? Con này là mã gì nhỉ? H4 cho em này. Áo len tăm này. 89.000 mã H4 này. Con này đời trước mặc hot luôn. H4 còn ít lắm. Còn màu nào chị em mình chốt màu đấy nhá. H4 89.000. Từ 40 cân đến 60 cân mình chốt đơn. Chị nào lấy H4 mình lên đúng mã cho em nhá. Có đen, có kem và có nâu. 89.000 mã H4 chất tăm. Chất tăm cho em mặc rất sướng nha. Đấy. Chị nào lấy H4 mình lên đúng mã cho là có đơn. Từ 40 cân đến 60 cân mình chốt đơn cho em nhá. Mã số cho em là H4. Ai lấy H4 mình lên đúng mã cho là có đơn nha các chị ơi. Theo logo cho em như thế này. Theo logo nhá, chất của nó là chất tăm. Đợi trước chị nào hỏi em con này nhá, quên mất đấy. Màu cho em là màu nâu ấy chị này. Màu kem này. Màu đen, từ 40 cân đến 60 cân mình chốt đơn cho em nhá. 40 cân đến 60 cân mình chốt đơn cho em. Được chưa? Cứ lên đúng mã cho em, mã này là gì ạ? H4 cho em. H4 kèm màu kèm số cho em nhá các chị ơi. Với giá là 89.000. Đợt trước con này hot, đợi mãi nó mới về hàng đấy. Đen, kem và nâu. Màu nào cũng xinh, màu nào cũng đẹp. Chất siêu co giãn cho em như thế này. 85.000 nhá. À quên, 89.000. H4, đem sang thử sang cái set này mọi người. Ai lấy H4 mình lên mã đúng cho em là H4 cho em là ok. Em số điện thoại cho em nha. 89.000 đồng thôi. Con đấy ở ngoài chợ đang bán buôn 90.000. Con này mặc riêng cái áo này cũng đẹp. Rồi, chị Hồng Hồng cho chị một con H4 màu đen. Chị nào lấy H4 mình chốt là H4 cho em nha. H4 cho em và kèm màu. Lưu ý là kèm màu cho em. Kèm màu nha mọi người ơi. Phải có màu em mới chốt đơn được nha. Tắt cho chị mấy cái tua vừa đây. Chị nào lấy H4 cứ lên đúng mã cho em nhá. H4 và kèm số cho em là ok. 89.000 H4. Ơi chung là màu nào mặc ở đây không? Màu nào mặc lên rất là xinh và rất là đẹp. Cái này các chị cứ dưới 55-56 cân chốt đơn thoải mái đi. Chị nào mà dáng cao cao tí thì tầm 58 cân. Chị nào mà cao cao tí thì tầm 58 cân là ok nha. H4. Rồi chị Năm Cô Teo Hoàng có này, chị Linh Phương có này. Chị nào lấy H4 mình sẽ lên đúng mã cho là được. 89.000. Rồi qua mã cho chị cái con xích đi. 89.000 cho em H4 nhé. Nói chung là màu nào cũng đẹp. Con này em không về thêm đâu. Không về thêm con này nha mọi người. Con tam xích này cho em này, mã mấy nhá? Công ơi. Tam xích cho em nhá. T11 cho em này. T11 màu kem, màu nâu và màu xanh rêu. Áo tam xích 89.000 mã T11 chất tăm cho em nhá. Chị nào lấy T11 mình lên đúng mã cho em. Từ 40 cân đến 60 cân mình chốt đơn. T11 cho em màu kem này. Màu trắng, màu kem này và màu đen. Lên đúng mã cho em là T11 cho em nhá. Và màu rêu. Rêu kem trắng 89.000 áo tam xích. À lúc nãy chị nào cũng hỏi em 11 nhỉ, mà em không có nhớ mã đấy. Đây, mã tam xích là T11, 89.000 đồng. Cái này còn ít nhá. Nên chị nào lên mã trước thì sẽ có đơn trước nha mọi người. Được chưa? Với giá cho các chị là bao nhiêu tiền? 89.000 T11. Cứ lên đúng màu cho em và kèm số nha. Rêu, kem, trắng. Cái này khoảng độ các chị dưới 60 cân đi. Được chưa? Chị nào lấy T11 mình chốt cho em con tam xích nhà mặc xinh lắm này. Chất của nó rất là đẹp luôn cho em. Được chưa? Áo dạ em lên rồi. Áo dạ đấy các chị sẽ comment cho em là M17.
Còn mình sẽ chốt cho em mã này là T11 cho em và kèm màu nhá. T11 và kèm màu cho em. Màu kem này. Màu này là màu nâu. Màu này là màu rêu. Chị nào thích màu nào mình chốt cho em màu đấy. Ok chưa? 89.000 nha. Tâm xích đẹp, chữ theo logo cho em đầy đủ như này. Lên đúng mã cho em là T11 cho em là ok nhá. Cứ lên đúng mã cho em là T11 là ok nhá. 89.000. Rồi áo em mặc. Áo em mặc mình sẽ lên cho em là S24 kèm số điện thoại cho em nhá. S24 xinh lắm. 129.000 thôi. S24 màu rêu này. S24 màu đen này. S24 màu nâu và S24 màu đỏ. S24 là rơi vào khoảng độ các chị 60 cân cho em vẫn vừa. 129.000 tay bo chun. Mã này đang rất là hot. 129.000 cho em S24 nhá. Đen này. Có xanh này. Có đen này. Có nâu này, có đỏ này. Chị nào lấy S24 mình lên đúng mã cho là có đơn. Với giá đó mọi người là 129.000 cả một cái set đẹp như thế này, được chưa? Lên đúng mã cho em nhá. Cái này dưới 60 cân mình chốt đơn cho em nhá. S24 nâu cho em nè, đen cho em nè, rêu và màu em đang mặc sẽ là màu đỏ, được chưa các chị? 129.000 cả set nhá. Cứ lên đúng mã cho là S24 là được. 129k. Lên đúng mã cho em là ok nhá mọi người nhá. 129.000 S24. Chất rất là đẹp luôn, xịn sò. À, xịn sò mê ly. Con này cũng còn ít. Con này còn ít nè. Con L163. Có chị nào nhận được con L163 có lên lông thỏ này nha em chưa? Mọi người ơi, có chị nào đã được chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp của con này chưa các chị? Đó, đã được chiêm ngưỡng cái con này của nhà em chưa? Con này nhá. Con này mình phải lên mạng góc nha. Con này em có ít nha mọi người. Còn mỗi màu nâu, màu đỏ cũng không còn nhiều. Con L163 của em đấy chị ơi. Nghe giá của em một ui mặc nó sang đấy nhỉ. Mặc nó rất là sang và chảnh với mọi người ơi. Con này từ 40 cân đến 60 cân mình chốt đơn em con này. L163. Nghe giá giúp em. Con áo lên lông thỏ nhá. 129.000. Có đỏ và có nâu. Từ 40 cân đến 60 cân mình chốt đơn. Không, con đấy em hết hàng. Không biết là còn màu đen hay không nhưng mà màu nâu là hết. Hết rồi, vừa vừa. Hôm nay về thêm được 20 cái màu nâu hết hàng. L163 cho em có nâu và có đỏ nhá. 129.000. Từ 40 cân đến 60 cân mình chốt đơn cho em nhá. Đây. Lên lông thỏ cho em, cái tay của nó rất là đẹp và nhìn cái khuy của nó cách điệu như này. 129.000 đối dòng lên lông thỏ. Phô được cái phần hở của các chị này. Chỗ nào nó cần hở nó sẽ gọi là nó tạo được cái đẹp cho cái áo của chị. Gen, bác cát thứ cho em này, tay này. 40 cân đến 60-65 cân mình chốt đơn cho em, được chưa? Lên đúng mã này cho em là L163 nhá. Con này siêu đẹp các chị ơi, chất đẹp vô cùng đẹp. Con này chất đẹp kinh khủng lắm. 129.000 cho em. Từ 40 cân đến 60-65 cân mình chốt đơn nhá. Tay của nó đính cúc cho em này. Nói chung là rất là đẹp. Áo này chất đẹp lắm, em bảo với chị Nhung Thi. Lên đúng mã cho em nhá. L163 kèm số điện thoại cho em là có đơn. 129.000. Quá rẻ đúng không? Siêu rẻ luôn. Siêu rẻ đấy chứ. 129.000 cho em nhá. L163. Có nâu và có đỏ nhá. 40 cân đến 60-65 cân mình chốt đơn cho em. Đúng rồi, nó có cái họa tiết vào nhìn rất là cưng đúng không các chị? Rất là cưng luôn. Cưng xỉu luôn. Cho chị mấy áo đá này. Áo phông cao cấp đi. Lên phông cao cấp đi nhá. Thế bây giờ lên phông cao cấp nha mọi người. Em là cô gái hay nàng tiên sao lại cho kỳ truy. Tại sao anh luôn luôn sợ là mẹ yêu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Rồi các chị ơi, em con áo này cho em đi. Nào. Tìm được kỹ nha. Con này như kiểu về các chị đập hộp rồi. Đẹp quá. Trời ơi. Con này. Nhanh tay nhá. Nhanh tay các chị ơi. Nhanh tay. Này. Đẹp chưa?
Có chị nào nhìn được con áo này nhà em chưa? Con này mắc phê. Con này mặc là phê, mặc là nghiệt. 40 cân đến 65 cân, nam nữ đều mặc ok. Phải chưa em đi thay con này được rồi nha. Ai dán con này á? Mày là tao. Cái gì vui. Con này là gì nhỉ? Mã nờ. Mã công chúa gì nhỉ? Có nè. Con phải đánh đố lần. A7 cho em ship, có cái nào có đấy mẹ. A7 cho em mọi người nhá, sẽ có màu hồng cho em này, màu đen và màu trắng, có gói hút ẩm, hàng đẹp, 143.000. Trắng, đen, hồng. Có đẹp mê ly cuộc đời để mà em say nắng thôi mọi người. Con này mình sẽ lên đúng mã cho em nhá. Là gì? A7, 143.000, hàng siêu cấp. Hơi trung hàng này hàng cao cấp rồi. Nhưng so với giá tiền 145.000 đi, 145 cho tròn đi, thì mình mua ở ngoài con này nó quá rẻ. Các chị sơ vin được cho em này. Quan trọng là sơ vin được, nam nữ được mặc ok được. Mặc nó rất là basic đúng không? 143.000 cho em. Có màu hồng, màu đen và màu trắng. Từ 40 cân đến 65 cân mình chốt đơn. Nam mặc được chị ơi, con này nam mặc được. Làm cặp cho em đen trắng này, được chưa? Mã này mình sẽ lên đúng mã này cho em là A7. A7 và kèm số điện thoại cho em. Từ 40 cân đến 65 cân mình chốt đơn nhá. Ok, chế ngọc mỗi màu 2. Mỗi màu 2, 2 đen này. 2 đen, 2 hồng. 2 trắng. Ok. Rồi. Chị nào lấy A7 mình lên đúng mã cho em, trắng đen còn chưa cả bóc màu đen màu trắng đi. Trời ơi. Có gói hút ẩm là các chị biết cái độ sang của nó như nào nha. Có cả gói hút ẩm cho em này. Ở cho nhìn cái tang mark hộ em phát coi. Hàng này các chị ra store mua ấy, cứ phải rơi vào khoảng độ cho em là trên 5 lít, được chưa? Rồi chị Linh Phương ơi, chị hai trắng này. Đẹp quá chị ơi, A7 cho em. 129.000 mà không biết ngại à, mà không biết gọi là, mà không biết gì ta, không biết chán ấy. Chị Thảo Nguyên một đen này. Bây giờ em còn chị Thảo Nguyên đen trắng này. A7 cho em là nha, 129.000, à 143.000, đẹp lắm. Đẹp như tranh vậy, không phải các chị bóc như kiểu đập hộp ấy mọi người. Dã man, kinh khủng. Kinh khủng khiếp là dã man con ngang. Đó. Rồi chị Thuy Phạm một con màu đen. Em hết đen nha, còn mỗi hồng. Hết cho mọi người còn mỗi hồng thôi. Đẹp quá. Còn mỗi hồng. Đây. 5 cái hồng. Còn từng đây. Hồng đẹp mà. Hồng rất là tây. Hồng không phải là hồng hồng quê quê, hồng xấu xấu đó. Hồng này là hồng lạ và hồng đẹp cho em nhá. Đấy, chị nào lấy hồng thì mình chốt hồng cho em. Bây giờ còn hồng thôi, còn 5 con hồng. Bác nào lấy hồng thì mình chốt hồng cho em nhá. Con này về nhiều kinh khủng, còn 5 con hồng thôi. Theo logo cho em nhá, con này phải về bù hàng ấy, hồng xinh mà. Hồng rất là bánh bèo cho em, chị nào không bánh bèo mà hồng cũng được. Được chưa? Rồi, lên một con đá siêu cấp. Eo ơi, lên con này. Ta nói nó đẹp. Nhìn cho em đập hồn này. Con này ta nói nó đẹp quá chị. Kèm giấy hút ẩm cho em con này. Con này là mã số gấp cho em là A11 nhé. A11 cho em con Mocher Nino. Còn bó lên thôi chị, lên 2 mã thôi. Đen và đỏ. 2 màu nha, con này có 2 màu. Nghe giá cho em con Mochino đá này các chị ơi. Con A11 có đen và có đỏ cho em nha. Em bóc cái màu đen cho các chị xem này. Trời ơi, 139.000, thử ngay đã nha. Con này mình sẽ lên đúng mã cho em là A11 cho em nhá. A11 và kèm số cho em các chị ơi. 139.000 cho em cái bản layout này, đẹp quá các chị ơi. Đen và đỏ. Em nói thật, con này mà bán ở shop á, em like ở shop nó lấp la lấp lánh cơ. Tại vì ở shop nó sẽ có bóng đèn trắng, bóng đèn vàng, có tác động của bây giờ của ánh sáng ở shop thì chắc chắn là mình là đẹp đẹp hơn rồi.
nó trong một cái khung cảnh như thế bao nhiêu ánh đèn. Bây giờ là em ở đây cái kho rộng như này thì nó sẽ không hết được cái phần này, và các chị đi ở ngoài đường nó sẽ sáng nhá. Đá này đá màu cho em, sẽ có màu đen và màu đỏ cho em, có mochino đá này A11 cho em, và các chị nhìn hàng cho em cứ phải đập hộp như thế này. Ở trong 139.000 cho em, có cả giấy lót cho mọi người là các chị biết cái độ sang của con áo này như thế nào. 40 cân đến 65 cân mình chốt đơn. Ok chưa? Rồi chị Minh Phan, chị màu đen này. Chị nào lấy A11 mình lên đúng mã cho là có đơn nhá. Từ 40 cân đến 65 cân các chị ạ. Đẹp lắm con đá này cho em. Chất nó đẹp, nó sang, co giãn 4 chiều, đá không bao giờ bong. Cho quay máy giặt vô tư cho em và nhìn cái đá này. Quan trọng cái chất của nó các chị ạ. Cái chất nó mặc các chị cảm giác nó sướng lắm. Mặc nó đã đời. Đấy. Màu của nó thì tây, màu đỏ sắp tới là Noel, mặc Tết cho em này. Cái màu đỏ này mà các chị mặc Tết thì xinh, hết sẩy con mà bảy luôn. Được chưa? Mặc Tết cho em cũng đẹp. Bây giờ các chị mặc cái không khí của Tết Dương ấy. Chị nào mà theo đạo là sắp tới là đến ngày Tết Giáng sinh đúng không? Đấy, mặc cái Tết nó rất là đỏ, mặc cái màu đỏ nó rất là xinh. Chị nào lấy T, áo quen A14, mình chốt là A14 cho em. Được chưa các chị? Con này có ít nha. A11 chứ, quên. A11 các chị nha. Chị nào lấy A11 cho chị nốt mấy cái con hàng cao cấp ở trong cái kệ đấy lên đi. A11 cho em này. Chị thiết theo comment là A11 cho em với. Không phải A14 nhé, A11. Rồi chị Tố Lan lên một đen, con này đẹp mà. Còn bỏ thôi, một ngày mai. Ôi con này còn chẳng có chưa cả bán luôn, xếp giờ A10 để nó phong một lần. Cần gì suy nghĩ đâu á chị. Quá đẹp, đá này. Con này em còn chưa cả đụng đến, còn chưa cả bán luôn. Amen. Đen trắng và đỏ cho em. À đen trắng cam. Con này độc quyền nhá mọi người. Đi khác mua chỗ khác á. Hot girl toàn bán 300-400 thôi. Được chưa? Ok chưa các chị ơi. Này con A10 đúng không? Chị mới đọc là con A10 đúng không? Con A10 hộ em phát này. Em ơi giấy này, gói hút ẩm này. Amen. 139.000 cái bản đá này cho em, đá full cả áo luôn như thế này. Cam này. Màu cam rất là rực rỡ nha. Chốt ngay, con này còn ít. Để ta lên. Ôi trời ơi, trời ơi. Chết rồi ông giáo ạ. Toang rồi. Này. Chả nhẽ lại để lại một cái mặc nữa các chị. Màu cam, mặc đôi cho em. A10 màu cam, A10 màu đen, A10 màu trắng, hàng cao cấp, hàng VIP. Đã gọi là VIP hẳn nha, không phải VIP lỡ lỡ rồi. Ngang ngang, sen sen không có. Rồi chị the thêm một cam dồn đơn này. Chị Thảo Nguyên đen trắng này. Hôm qua bên em chốt đơn cho chị Thảo Nguyên đấy chị ơi, em sợ Facebook nó bị ẩn đấy. Chị Thảo Nguyên đen trắng này. A10 nha. Hôm nay em có ít còn chưa cả bán bao giờ đâu. Hình này em còn chưa cả dơ luôn đấy. Rồi chạ, 139.000. Đẹp lắm đấy chị ơi. Đá nó full cả cái áo như thế này này. Rồi chưa? Đấy, chị Ngọc Ánh cho chị một cam này. À, nhìn là nghiện nhá. Chị Tố Lan Lê một trắng này. Ok cho em. A10 đó chị. Còn mấy con lên nốt. Mấy cái con đá này. Quỳnh, chị Quỳnh tặng một cam này. Đẹp nhỉ? Đẹp lắm. Mua là nghiện, nghiện ngay con này ngay lập tức luôn cho em. Đá nó xịn. Đá màu cho em này. Có những cái bảng màu nó sẽ eo ơi này. Cái màu đen và cái màu cam đó chị này. Eo cái tang mát của nó này. Chị Trang Nguyễn một cam dồn đơn này. Ơi chạ, giá tiền quá rẻ các chị. Ấm lắm, cái này mình mặc Tết cũng đẹp. Tết nắng nắng rồi mình khoác con áo da cũng đẹp. Bây giờ mặc cũng đẹp, mùa hè các chị mặc đẹp, miền Nam thì mặc quanh năm đúng không? Thời tiết miền Nam rất là dễ chịu, mặc quanh năm không? Nắng. Kiểu nóng hơn miền Bắc ấy. Miền Bắc bây giờ bên em là lạnh lạnh. Rồi, đó chị Nam Cô Thế Hèo một cam là hết cam này. Hết cam nha các chị, bây giờ còn đen trắng thôi. Đấy chị nào comment trước là có lợi. Mình chọn được cái màu mình thích thôi. A11 trắng này, đây chắc cam. 139.000 cho em nhé. Chị nào lấy A11 mình chốt A11 cho em nhé. Chị, vâng, chị the lấy đen thì là có đen rồi. Chị là có đen rồi đấy. A11 đen trắng cho em nhé. A10.
Con này là A10 chứ các chị đừng có làm em lú. Này là mấy con? Đẹp nhỉ. 139.000 đẹp quá. Lily. Rồi. Lên ôm mấy cái con hồng đi lên. Mấy con hồng em. À, thế con gì y trắng đây nó, con gì trắng. Mickey này còn mỗi màu hồng. Con này con Mickey là X36 nhỉ. Con Mickey cho em này. X35. X35 cho em nhé. Ờ con nó đấy. X35 đó chị ơi, X35. X35. Đẹp quá. Nhìn cái túi là đít xịn. À đây là chị X35 cho em nhá. Ok các chị yêu. Cho em xin một mắt chị một mắt xem là được rồi. X35 con dập nổi cho em có đen và có hồng nhé. Có đen và có hồng X35 99.000. Chị nào là X35 mình chốt là X35 cho em. 99.000 đồng. Úi dồi ôi này. Chết thật đẹp quá trời. Dập nổi. Cái này là đính kiểu nó là dập luôn cả cái gì nhỉ? Bóng bóng ấy mọi người. Phản quang. Đó. Có khi đối diện các chị mà đi ngoài đường làm cái gương cho chị khác nhìn theo luôn chị Lị. Con này mình lên luôn là X35 cho em dáng vừa nhá. 99.000 có đen và có hồng đẹp lắm. Đen và hồng cho em, được chưa? Mã số cho em X35, con này bán rất là nhiều rồi. Chị nào lấy X35 mình lên đúng mã cho em nhá. 40 cân đến 60 cân mình chốt đơn. Không bây giờ em lên phong là em nghỉ rồi. Chị nào lấy X35 mình chốt là X35 cho em nhá. Bây giờ lên con gấu đấy. Em hết trắng rồi. Có hồng và có đen nhá. Có đây đủ màu ấy chứ. Có cả đỏ, cả trắng, cả vàng. Đây còn hồng. Chị nào lấy X35 mình chốt cho em nhá. Chị ngắt mùi một đen. Ok thông minh đấy. Còn mỗi con đỏ đen. Đây nó con Givenchy cho em. X36 99.000. X36 cho em có đen này. Có đỏ, có trắng này, X36. Chị nào là X36 mình lên đúng mã cho em nhá. 99.000 đồng X36 á. Đó, màu trắng này. X36 nha, 99.000 đồng. X36 là Givenchy. X36 là phản quang Givenchy hàng Quảng Châu cho em nhá. Chị nào là X36 mình chốt X36 cho em. Có gì dài tay không chị? Có len. X36 nha, có trắng này. Có trắng. Có trắng, có đen và có đỏ. X36. Chị nào lấy X36 mình chốt là X36 cho em nhé. Lên nốt mẫu này đi. Cái con Kenzo có con hổ còn chốt không em? Con này không đẹp, không lấy tiền. Con này mà các chị chốt luôn con... Đẹp quá chị ơi. Con T27 của em. Mickey nhìn trẻ, mai bình thường. Con T27 của em các chị này, con T27. Có gì dài tay các chị có? Gì dài tay hôm trước em mới lên nó các chị hai mã đấy. Có chữ ép đá. Cho chị con gì dài tay đi em. Còn hai màu trắng vàng à? Dài tay kìa, con ép đinh đá đấy. T27 á chị. Khiếp. 145.000 cho em con T27. Có trắng đen hồng 3 màu thôi. Năm nay nó hot 3 màu này. T27 cho em nhá. Không đầm vài mai em lên cho mọi người. Đây lên nốt buồn. Trời ơi. Mặc con phông là biết chất lượng luôn đấy các chị ơi. Con này còn 2 màu em. T27 cho em nhá. Chị nào lấy T27 mình chốt T27. Con này không lấy đừng có hối hận. Đẹp lắm. Này. Màu đen này. Dập nổi đá mốt. Chắc chắn con năm này sẽ hot vào năm 2021. Cái này là em về trước nha mọi người. Em về trước nha mọi người. Lưu ý là mã này em về trước. Em còn định là không bán. Em cất năm sau em mới bán. Nhưng mà thôi. Thưa chị ơi. Thôi cứ bán cho mọi người trước đi. Đợi dạng mẫu này chắc chắn sẽ hot vào đầu năm 2021. Các chị cứ để ý cho em xem nha. Chắc chắn sẽ hot nha mọi người. Mình có mua trước.
mình cảm nhận trước, sau đấy mình sẽ biết là năm sau người ta bán phông. Ra năm này em bán phông nhiều lắm, hình như 2 tháng đầu tiên là chỉ chủ yếu là bán phông. Phông còn sót áo kiểu váy thì ít, váy em mãi tháng thứ mấy, tháng thứ 3 sau khi Tết xong thì mới bán váy. Chủ yếu là bán phông, bán nhiều phông lắm, ngày nào cũng phông phông mà không biết chán, khách cũng ngày nào mua nhiều cực kỳ đó chị ơi. Này. Con này hãng của nó là 1988. Mình có thể vào Taobao mình search cho em cái hãng này này. Hãng này nói chung là nó xịn lắm, từ cái mác, từ cái logo và từ cái dập nổi, nói chung nó có thương hiệu rồi. Cái hãng này là nó có thương hiệu ở bên Trung Quốc rồi nha mọi người. Từ cái form, từ cái chất, nói chung là ưng lắm, ưng cái bụng lắm. Chị nào mà bụng đói cũng ưng luôn. Đó. Dập nổi cho em mọi người nhá, nhìn con gấu cho em này. Nó không dập lộ liễu giống như hàng Việt Nam, hàng gia công may nhái xấu đâu. Jean em lên 2 mã luôn chị ơi. À nhìn cái quần cho em, à quên nhìn cái áo này. Đá nhá, chỗ đây là đá này. Tất cả cái họa tiết gì cần đá là nó có đính đá cho mọi người. 145.000 con áo này, T27 cho em. Được chưa? Con này mà nhận không sướng, cảm giác các chị mặc nó không được đỉnh cao ấy, thì gửi lại hàng cho em. Hồi chưa các chị, chất đẹp lắm. Chất quá xịn sò luôn. Trời ơi, cái áo này mặc đôi thì đúng là hết sẩy. Lên ảnh rất là đẹp lung linh nha. Nhìn cho em ở ngoài này, đẹp lắm. Con dập nổi ba len của em nó sang, 145k. Có hồng, có đen và có trắng nhá. T27. Rồi hôm nay em xin phép thăng sớm nhá mọi người. Bye bye mọi người nha. Cảm ơn các chị đã xem livestream của em nhé. Thank you cả nhà rất là nhiều. Cảm ơn các fan của em nha mọi người ơi, các fan yêu quý của em nha. Vẫn này lên nốt một mã à. Đây lên chữ FF của em này. Con này biết của tao. Còn ít trắng đen. Con em là mã gì nhỉ? Hôm nay phê lắm đấy chị. Hôm qua N09 có đen, có trắng. Thế là hôm qua đó chị. Hôm qua mặc là live xong ấy, 12 giờ kém còn đi gội đầu rồi các chị ơi, đúng là mới bảo sợ chết xong, tưởng đi hôm nay 2 ngày mà chưa gội đầu, hôm qua nhất định đi học là phải sạch sẽ cái đầu nó tỉnh táo. Trời ơi chị, gội đầu xong nhá, cảm giác lưng lưng, cảm giác như say rượu ấy, lâng lâng, eo nó nhức đầu dã man, sấy xong cái tóc thôi mà thôi rồi cái đầu mình. Hôm qua nha các chị ơi, nhưng nói chung hôm nay phải nghỉ sớm. Chị nào chốt nốt mã này đi em nghỉ. Đây các chị khuyến cáo các chị đừng có gội đầu vào ban đêm, đặc biệt là mùa này. Chị nào mà bị tiền đình cơ mới khổ. Em đang còn trẻ nha, mà hôm qua gội xong mà sợ. Thôi, giờ đi ở bẩn thôi. Méo mồ không phải méo mồ, mà là cũng méo méo á. Đó, thấy chưa các chị. Có màu vàng, màu đen và màu trắng cho em. Em không biết là các anh ít tóc thì như nào. Không ai chị. Thì mình tốt nhất ban đêm đừng có gội đầu. Mùa hè thì có thể là ok, nhưng mùa đông thì thôi nha các chị. À, túi da em còn, cứ comment là em 16 kèm số cho em là ok. Khuyến cáo chân thành mọi người không nên gội đầu vào ban đêm. Trời em mà may mà hôm qua không nghỉ áo. Rồi, rồi con này mình sẽ lên N09 đúng không? N09 cho em 139.000. Áo GE dài tay mọi người nhá, cầm đã biết xịn rồi. Đen, trắng, vàng, 3 màu, 65 cân mình chốt đơn cho em. Cái túi nó xịn lắm, nói chung con áo này xịn sò. Mã này mình lên đúng mã cho là N09 cho em. N09 mà kèm số cho em nhá. Người em bây giờ đang cứ lâng 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 như trên trời ấy chị. Lâng lắm, lâng mông lung mông lung. Ờ chị, 2 giờ sáng mới ngủ, 6 giờ dậy đi học. Trời ơi, ngồi cái taxi thôi mà nó lượn 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 lượn. Thôi thôi anh cho em xuống em đi bộ hơn ấy. Dạ mà N09 cho em mọi người nhá. Khuyến cáo khách hàng chân thành không nên gội đầu vào ban đêm. Chị nào khỏe đến mấy cũng thế cho em nhá, đừng có gội nhá. Hôm nay không có em sợ. N09 cho em mọi người nhá. N09. Thật mà mọi khi em không gội đâu, có khi em cũng không tắm đêm ấy. Hôm qua sạch quá, cả tắm combo tắm gội đầu tại nhà. Ê, sợ luôn. Thôi từ đây đến già là thôi chùa. Ở bẩn một tí không sao, sáng dậy mình gội cũng được.
Nhưng đừng có vội sớm quá các chị, vừa vừa thôi. Đi thể dục rồi về tắm gội ok. Đừng gội ban đêm nha, em sợ lắm. Qua đến bây giờ mà vẫn đang còn sợ, đầu vẫn đang còn nhức. Cái kiểu lăng trên trời ấy. Con này mình sẽ chốt cho em là N09, con này còn nhiều em nhỉ? Trắng đen em còn nhiều đấy, vàng còn ít. Chị nào em khuyến cáo chị nào da trắng thì mình mới mặc vàng. Còn không mình cứ chọn cho em hai tông màu là trắng đen đi. Đen là cái màu nó truyền thống, da ngăm cũng mặc được, da trắng cũng mặc được. Còn màu vàng chị nào mà da trắng trắng một tí mình hãy mặc nhá. Còn màu vàng mà da đen kiểu như một bầu trời nó rực rỡ ấy. Đó kiểu đấy. Ở dạng N09 cho em nhá. Trắng đen vàng 40 cân đến 65 cân. Ở dạng. Thực tế là nhiều khi á mọi người, nhiều khi đọc báo thì không thực tế đâu. Nhiều khi được đọc báo cứ bảo là không nên tắm đêm, có những cái bài báo với bài viết đúng không mọi người, các chị share cái bài viết đấy nhiều là các bạn không tắm đêm, mình nhiều khi không tin, nhưng mình bây giờ mình cứ kiểu tắm gội đầu ấy, gội đầu đêm ấy, mặc đặc biệt cái thời tiết giờ giờ hương này, nhiều chị còn không tin, em cũng không tin mà, nhưng mà bây giờ hôm qua ấy là tin rồi đấy, nên các chị khuyến cáo nhá, bẩn tí không sao. Đen trắng vàng, váy đỏ kia là 195.000 cho em. Còn bên là N09 cho em nhá. Thôi em xin phép nghỉ sớm nha mọi người. Em xin phép nghỉ sớm nha. Rồi chưa? Hẹn các chị vào ngày mai nhé. Rồi bye bye mọi người. Chúc cả nhà ngủ ngon nha. Thank you các chị yêu. Bye bye mọi người.